Có chúa Trinh Chúa đi hàng đầu, đoàn quân Chúa thánh chẳng ai dám cự địch. Hiến vinh ký Chúa đưa cho trên đời này, ngọn cờ đưa cao hai khúc ca khải. Alleluia, đứng trên thang khải mà không một vũ khí có đơn sức tấn công được đâu. Vì đứng trên thang chính Chúa Giêsu, biết tin với Chúa vẫn cứ theo Ngài. Vì em cũng không có thể tấn công được chúng ta. Hãy cùng tiến bước và đến thương Chúa. Có Chúa đi hàng đầu, đoàn quân Chúa thắng chẳng ai dám cự địch. Thiên binh cứu Chúa được soi tỏ trên đất này đây, còn cờ đưa cao đưa cao khải. Alleluia, đứng trên thang khải hoàn, không một vũ khí uy súng tấn công được đâu. Vì đấng chiến thắng chính Chúa Giêsu, trong quyết tin với Chúa không cứ theo mọi lòng có an vui.
nếu không thể ơn trên người cho quyền hãy làm cho bao đau làm cho bao đau mới đi nếu để thiên đình hỏi đau con đi con sông suối sâu tan sang soi nếu tôi tâm bước chờ tôi trong bóng đêm nhờ Giêsu mà cuộc đời bao nhiêu tội nhân đã đổi thay đâu chuỗi ngày buồn lòng người đầy tuyệt vọng cũng đã vui tươi chẳng vì tôn Giêsu yêu thương mọi giấc mơ tôi hãy trong ngày sẽ thương tâm ngày đừng tăng tôi xa lòng bước đi trời xu hướng đó xa thương mọi người cái gì hãy dừng lại đi về chú Trung ơi, chú giả ấy thánh một Peter chương hai à? Hallelujah, 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 papa kata kesak kesak papa hallelujah, 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 papa hallelujah, 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 papa kata kesak kesak papa hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ô Chúa, chúng con dâng buổi thờ phượng của chúng con lên cho Ngài. Chúa Thánh Linh soi sáng chúng con, dẫn chúng con và cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Vâng. Đến câu 10 ạ, từ câu 1 đến câu 10. Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sự thiêng liêng của đạo như trẻ con mới trẻ hầu cho anh em nhờ đã lớn lên mà được đối linh hồn. Nếu anh em đã nên biết Chúa là ngọc ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, xong người ta loại ra, xong được chọn vào trong trước mặt quy trước mặt Chúa Trời. Và anh em cũng như đã sống tại sinh nhà thiên liền, làm trước tế lễ thánh, làm tâm của lễ thiên liền, nhờ Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu Đức và đẹp Chúa Trời. Đức Chúa Trời vì trong kinh thánh có chép rằng ngày ta đã khi ông đã góc nhà ta chọn để chọn lựa ai tin đến ta ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên coi em đó anh em là kẻ đã tin là đúng vì là quý quý em cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thạch xây ra là loại ra đèn trở nên, đá góc nhà là đá cho bất phạm là đá lớn làm cho sa ngã họ bị đá đó vì không vâng phục đạo và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn là trước ngày tế lễ nhà vua là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót và bây giờ được thương xót. Amen.
Dạ, trong phân đoạn Kinh Thánh thì Chúa có dạy chỉ cho mình Ngài, cái tin nhận Ngài thì Ngài đã tách biệt mình ra khỏi thế gian, tách biệt ra khỏi tất cả những cái điều ô uế xấu xa của thế gian, và Chúa cũng cho mình ăn những sự dạy dỗ của Ngài mỗi ngày. Thì Chúa đã nuôi nấng mình dần dần để mình trưởng thành, để mình nhận biết ý muốn của Ngài, để thực hiện công việc của Ngài. Mình cảm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn luôn cho mình điều tốt đẹp nhất. Hôm nay cầu nguyện cho hội thánh thì trong phân đoạn Kinh Thánh này thì xin Chúa cầu nguyện cho những ai họ yêu mến Chúa, họ mong muốn được trưởng thành trong Chúa, thì họ sẽ luôn được nhận những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho họ. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Con xin dâng lời cầu nguyện. Hallelujah, Ngài yêu chúng con, Ngài bày tỏ cho chúng con Ngài là vầng đá của góc nhà. Ngài mong muốn chúng con đến với Ngài để được biết về Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi, vì chúng con được xây dựng trên nền tảng là Ngài, nền tảng của các sứ đồ tiên tri. Con cảm tạ ơn Chúa. Hôm nay cầu nguyện cho hội thánh thì con xin Chúa mở trong tấm lòng của chúng con để chúng con cầu nguyện cho ba hội thánh của chúng con là hội thánh Trời Thương và tất cả những hội thánh mà Chúa đã đặt để trong thế gian này. Chúa ơi, Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con, Ngài cho chúng con được xây dựng trong hội thánh Trời Thương của Ngài, là sự thương xót của Ngài. Ngài luôn ban cho chúng con những đồ ăn tốt đẹp để chúng con được trưởng thành hơn. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện cho hội thánh Trời Thương với khải thị mà Chúa đã ban cho hội thánh của chúng con, là khải thị mà trở nên giống Chúa. Chúa ơi, được luôn luôn lớn lên. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con thầy giáo của chúng con để dạy dỗ, để cho chúng con những thức ăn thơm ngon của Ngài. Chúa ơi, lời của Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện cho tất cả các hội thánh như địa phương, hội thánh toàn cầu của Chúa. Xin sự thương xót của Chúa, xin sự thương xót của Ngài đổ trên các hội thánh để họ nhận biết được Chúa ơi, để họ nhận biết được, họ giao giảng được tin lành của Ngài. Chúa ơi, tin lành nước trời của Ngài. Hallelujah. Con cảm tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.
Amen, cảm Chúa. Nay ta học trong khi nhất hàng. Nay cầu nguyện chào Thánh. Thì Chúa nói mình là dòng giống được lựa chọn để chấp thầy tế lễ nhà vua và dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời. Hào cho anh em đau giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chỗ này rõ ràng trong Kinh Thánh nói về việc chúng ta sẽ trở nên những vua, những người cai trị. Vậy mà khi mà đôi lúc mình nói về việc chúng ta sẽ giống Chúa quản trị muôn vật, gọi là chúng ta sẽ phải học cách quản trị, thì người ta lại bắt bỏ gì đó. Người ta kêu mình con người phạm tội, không đủ sức để cai trị. Trong khi Kinh Thánh ghi rất là rõ việc chúng ta là chấp hành tế lễ nhà vua, rồi ăn thánh. Cảm Chúa. Cảm Chúa thì trong này cũng nói việc gọi là những cái con người cũ của mình, con người độc ác, người gian xảo, hồi giả trá, nói dối, lòng gan ghét và nấu hành. Tất cả đó đều con người cũ. Khi mà chúng ta nhận biết Chúa thì chúng ta thấy được cái con người mới nó tuyệt vời như thế nào. Con người đầy tràn tình yêu thương, thương xót, và con người rất là chân thật, con người mà không có sợ gì hết, gọi là không có phải gọi là sợ việc phô bày mình ra. Khi mà chúng ta biết Chúa thì chúng ta sẵn sàng gọi là để cho ai đó có thể là họ có thể gọi là họ có thể gọi là chỉ tội mình hay là làm gì đó, nói chung là họ có thể nói gì đó về mình không sợ gì hết. Mình biết là qua những cái điều đó Chúa giúp mình để mình tách biệt cái con người cũ của mình với con người mới. Nên khi mà mình gọi là mình sống ở trong Chúa rồi là mình rất gọi là tự tin kiểu như vậy. Mình không có gọi là giống như cái con người Babylon là cái gì nó cũng giáo ấy. Nó làm cái gì nó cũng sợ, hoặc là nó không có gọi là có một cái sự bình an, có một cái sự gọi là thật thà trong lòng nó. Nhưng mà khi mà đi với Chúa thì chúng ta thấy rất là mọi thứ chúng ta thấy nó rất là tuyệt. Ta không có gọi là còn phải cảm thấy mình gọi là cảm thấy cái gì đó phải che giấu về bản thân mình. Nhưng mà mình biết là mình còn phải gọi là lọt bỏ tất cả những cái điều cũ kỹ và mặc lấy những điều mới để bước đi với Chúa.
và mình cảm nhận được Chúa rất là tuyệt. Khi mà đến gần Chúa thì Chúa giúp mình gọt bỏ những điều đó và khiến cho mình ngày càng gọi là nó thay đổi. Thì giống như sự đó phép lạ lớn nhất đó là bản thân mình hồi xưa đã gọi là sợ hãi, bây giờ không sợ nữa. Hồi xưa đã gọi là lười biếng, bây giờ không lười. Hồi xưa đã là nhát gan, bây giờ không có chuyện đó. Hồi xưa là thiếu tự tin, bây giờ tràn đầy tự tin. Cảm ơn Chúa. Amen. Bây giờ ở trong này cũng bài học cũng cho các hội thánh đó. Đôi lúc các hội thánh người ta hay cứ gọi là người ta không có dám, giống như sư nói, thường các hội thánh không có dám gọi là nói ra sự công bình của Chúa. Đôi lúc có thể là đúng là họ đang có cái điều gì đó làm sai, họ làm ác trước mặt Chúa, nên họ không dám gọi là phải nói ra điều lẽ thật của Chúa, vì lẽ thật của Chúa nó vừa đâm người khác và cũng đâm chính họ mà, nên họ không sử dụng cái quyền năng của Chúa để đâm chính mình và đâm người khác, nên khiến cho họ không dám phô bày, không dám phô bày cái sáng của Chúa ra. Họ không dám gọi là đem những cái điều xấu ra, để đem gọi là phải tách biệt những cái điều xấu ra, nhưng mà họ thấy gọi là bản thân họ xấu và họ cứ cảm giác là mình không thay đổi được, hay là ông mình yếu lắm, phải nhờ Chúa chứ mình gọi là thôi mình làm việc đó không được đâu, việc đó kiểu như là họ kêu cái nó phải được ai đó được kêu gọi, ai đó phải có đầy năng quyền của Chúa mới làm được, chứ tôi là thôi thánh tôi là ở trong cầu nguyện bình thường thôi, cố gắng giữ cho con cái Chúa là không từ bỏ được tiền thôi, chứ không có cái làm những việc lớn giống như Chúa kêu gọi đâu. Kiểu như là họ rất là ở trong cái thế gọi là không có dám. Dẫu da để có thể làm những việc lớn cho Chúa, họ cứ nghĩ là mình thôi mình làm những việc nhỏ nhỏ thôi, mình nhiều có chi thể gọi là làm việc lớn, có chi thể làm việc nhỏ, hay là chọn phần gọi là dễ dàng hơn. Thì như vậy thì thật sự là cũng không phải là điều mà Chúa muốn, tại vì Chúa muốn gọi mình là một nhà đại thế lễ giảng thánh, nhà vua mà. Mình giống như Chúa, khi mà Chúa muốn hội thánh của Chúa phải gọi là phải phô bày cái sự sáng Chúa ra, thì mình lại không dám làm điều đó, thì đó không phải là điều mà Chúa muốn ở hội thánh. Thì nhiều hội thánh họ sợ hãi, họ không có gọi là dám mặc lấy chính Chúa Suric mà sống mỗi ngày, họ lại cứ lấy cái con người cũ ra và cứ nói đủ thứ về con người cũ ấy, và cứ thì họ cứ nghĩ về con người cũ nên họ cứ chẳng làm được gì hết, họ không chịu mặc lấy cái con người mới mà sống cho Chúa. Thì cảm Chúa thì mình được Chúa bày tỏ, mình được Chúa soi sáng để mình biết được những điều đó, và mình cũng khiến cho các anh chị em của mình cũng phải nhận ra được điều này, để họ biết rằng là họ không phải là những cái gọi là cái chỉ là những con người tội lỗi và được Chúa cứu và ngồi đó không làm gì hết và chỉ giữ sự cứu rỗi cho riêng mình, hay là chỉ gọi là ôm tất cả những cái gọi là cái điều cũ kỹ ở trong mình mà không chịu gọi là buông bỏ nó ra, mà mặc lấy cái những điều mới của Chúa ban cho, thì mình là được Chúa bày tỏ nhiều điều, được Chúa bày tỏ về Abetida của Chúa, để mình đem gọi là tất cả những người họ dù là người đã tin Chúa nhưng mà họ vẫn còn mặc lấy cái con người cũ đó, họ vẫn để học thánh của Chúa, vẫn mặc lấy cái những cái giáo lý Babylon đó, thì mình sẽ kéo họ đến cái quốc Abetida của mình để rửa sạch họ, để họ
gọi là họ bỏ luôn tất cả những cái điều cũ kỹ đó ra, những cái điều mà độc ác đó, giống như Chúa dạy đó, việc vi phạm, việc tội lỗi đó là sự không hành động theo luật pháp của Chúa. Thì như vậy độc ác. Cảm Chúa và con sẽ cầu nguyện. Cái lời Chúa đức trời con cho anh cảm ơn rất nhiều vì những sự dạy dỗ của ngài trên anh chị em con. Cảm ơn rất nhiều vì lời dạy của Chúa trong cho chúng con xả. Ôi để chúng con biết là chờ. Ôi chúng con khi mà chúng con đi với ngài xả. Ôi chúng con cảm nhận được sự ngọt ngào của Chúa, cảm nhận được cái bản tính của ngài xả. Ôi để chúng con ham mến nó xả. Ôi chúng con nhìn ngắm nó ôi như là ôi một cái thật sự là một cái điều gì đó thật sự tuyệt vời xả. Ôi nó vinh quang, nó chói sáng, ôi nó đầy đẹp đẽ xả. Ôi để chúng con biết mà chúng con mặc lấy cái con người mới của mình xả. Và ông con trừ bỏ tất cả những cái điều cũ kỹ của mình xả. Ôi trừ bỏ những cái điều yếu kém, trừ bỏ những cái điều sợ hãi, trừ bỏ những cái điều lười biếng, trừ bỏ những cái điều thiếu tự tin xả. Ôi trừ bỏ những cái điều mà không dám làm những công việc lớn cho ngài xả. Ôi để chúng con mặc lấy con người mới là con người mà cứ vâng phục theo ngài, con người mà cứ thấy những điều mà Chúa phán đều là những cái điều mà rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào xa. Ôi khi mà chúng con thấy cái điều gì đó nó ngọt ngào xa, ôi chúng con đều muốn đến gần nó xa, ôi đều muốn gọi là muốn nếm thử nó xa. Ôi nên cầu xin ngài giúp con xa. Ôi để rồi ôi chúng con trân quý tất cả những sự dạy bảo của Chúa xa. Ôi chúng con trân quý cái thái tượng về cả bí tích đa của ngài xa. Ôi vì điều đó nó cũng khiến ôi cho chúng con cảm thấy ôi cho nó là một cái sự ngọt ngào của chúng con xả. Ôi để rồi chúng con đem tất cả những người anh chị em của mình xả, ôi tất cả các hội thánh mà vẫn đang mặc lấy cái con người cũ đó xả, ôi vẫn còn đang ở trong cái sự gọi là giáo lý của Babylon đó xả, ôi chúng con ôm hết họ xả, ôi và nhảy họ vào trong cái ao ngọc đài ngọc ngào của ngài xả. Ôi để rồi ôi chữa lành tất cả các anh chị em con xả. Ôi để rồi họ thấy được ôi Chúa ôi con thật là tuyệt vời như thế nào, Chúa con mạnh mẽ như thế nào, ôi ngài là đấng mà ô có đầy quyền năng như thế nào xả. Ô để có thể thay đổi ô từ chúng con những con người đã từng gọi là ô cứ nghĩ là bản thân mình sẽ không làm được, nhưng mà ô khi mà ngài đến xả ô ngài biến đổi xả, ô ngài biến đổi một cách kỳ lạ xả. Ô để đầu không có ai dám phải gọi là dám dành vinh hiển cho chính mình xả. Ô tất cả chúng con đều biết rằng xả ô nếu không phải ngài xả, ô thì chúng con không thể làm được những điều đó. Ô ôn cảm ngài rất nhiều, chúa con ôn cầu xin ngài hãy giáng lửa thành nộ của ngài xuống ô trên mẫu anh chị em con xả. Ô để cho tất cả những cái lửa đó nó lon ra tất cả những hội thánh khác xả. Ô để rồi ô sự lửa của ngài sẽ đến để đốt cháy tất cả những điều gì đó không công bình trước mặt ngài xả, đốt cháy tất cả những điều gì đó ô nó không sạch sẽ trước mặt ngài xả, đốt cháy những cái cạn bã ô những cái giáo lý cũ kỹ của Babylon xả. Ô để rồi rửa sạch hội thánh của ngài xả, ô rửa sạch mẫu thành viên ô mỗi cá nhân xả. Ô để chúng con không còn một cái điều gì đó ô nhớ nhớ trước mặt ngài xả. Ô chúng con đều mặc lấy những ý tưởng mới của ngài xả, mặc lấy những cảm xúc của ngài xả và vâng theo ngài một cách tuyệt đối xả. Ô cảm ngài rất nhiều chúa con, ô cả xin ngài hãy giúp đỡ con xả. Ô để mỗi ngày chúng con chung tín với ngài xả, chúng con rèn luyện bản thân ngài xả. Ô chúng con học tất cả những sự dạy dỗ của ngài xả, ô và làm cho nó ô giống như là thành một cái kỹ năng của chúng con xả. Ô để đầu ô khi mà chúng con gặp bất cứ điều gì ô chúng con dù chúng con cơ thể của chúng con nó yếu đuối, cơ thể của chúng con nó mệt mỏi thì chúng con vẫn có thể làm công việc ngài, vẫn có thể gọi là công bố lời của ngài, vẫn có thể dạy dỗ người khác xả. Ô khi mà tất cả những lời lẽ thật của ngài nó thành kỹ năng của chúng con chơi ô thì nó chúng con sẽ sử dụng nó một cách rất là dễ dàng. Xả ô cần xin ngài giúp con chơi ô hãy gọi là ông đi ông lại ô trong tâm trí con xả ô những lời dạy của ngài xả ô để con mặc lấy của người mới đó xả. Ô chúng con làm theo những ý muốn của ngài xả. Ô chúng con ông công bố tin lành nước Đức Chúa Trời xả. Ô chúng con công bố những cái lẽ thật ô để biết mà ô bóc tách những cái con người cũ mới xả, ô bóc tách những điều cũ kỹ xả, ô để con học lấy tất cả những điều mới xả, những điều cần thiết cho nước của ngài xả. Ô để rồi ô tất cả những điều đó nó góp phần lại cho công việc của nước trời xả. Ô để rồi chúng con hiệp nhất với tất cả các thân thể, tất cả các anh chị em của mình xả, ô làm sạch ô nàng dâu của ngài xả, ô để khiến cho nàng dâu của ngài ngày càng sạch
đẹp ngày càng thật giống như ngài cha ô trở nên ngọc ngào giống như ngài chơ. Ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con, ôn cảm ngài rất nhiều sao, xin ngài hãy giúp đỡ chúng con sao, ô hãy đổ đầy ô ân điển của ngài chiếu mẫu chúng con sao, ôn cảm ngài rất nhiều thời gian qua, ôn ngài cho chúng con sao, ô học ở rất là nhiều sao trong một thời gian ngắn sao, ô nhưng mà ân điển của ngài đổ đầy chiếu con sao, ô khi chúng con ô khi mà chúng con tới ngài hoàn thành rồi, ôn cảm ngài rất nhiều sao, ô vì những điều mà ngài dạy dỗ con sao, ô khi ông câu mở mắt ra rất là nhiều trời, ô khí ông câu thấy được rất là nhiều điều trời, ô thấy rất là nhiều điều mà thiếu hụt trong thân thể của ngài, thiếu hụt trong chính bản thân của mình trời, ô để chúng con ô trau dồi nó trời, chúng con rèn luyện nó sơ ô để khiến cho những cái sự dạy dỗ của ngài thành kỹ năng của con sơ ô để rồi ô tất khi mà chúng con ảnh hưởng nó qua tất cả những lối sống, lời nói, ô hành động của mình cha, các mối quan hệ của mình cha, ô để những cái sự dạy dỗ, những lời thật của Chúa nó được lan tròn ra cha, ô nó được lây lan ra khắp mọi nơi cha, ôn cảm ngài rất nhiều Chúa con, cảm ngài rất nhiều sao vì ngài ban ân điển cho thánh chúng con cha, ô chúng con luôn biết rằng cha ơi ngài kêu gọi con trong là những người trưởng nam của ngài. Chúng con sẽ gọi là luôn nắm chặt điều đó sao, chúng con không gọi là đánh đổi bất cứ điều gì để có thể gọi là mất đi cái quyền trưởng nam của ngài cha, ô vì ngài đã kêu gọi ông con như vậy cha, và chúng con yêu ngài cha, chúng con yêu ngài nên chúng con muốn làm những điều cho nó bảo chúng con sao, ô chúng con không muốn làm điều ngược lại sao, hay là làm điều yếu hơn sao, chúng con chỉ làm điều mà Chúa bảo chúng con sao, ô cảm ngài rất nhiều Chúa con, ô xin ngài hãy giúp đỡ anh chị em con sao, ô để tiếp tục ô thêm con sẽ học nữa cha, ô và con thấy được chơi, ô chỉ là một tuần đầu tiên thôi mà chúng con học bao nhiêu kiến thức thật sự rất là quý giá cha, ô còn rất là nhiều tuần gọi là một gần hơn năm tiếp theo nữa cha, ô không biết là bao nhiêu điều chúng con sẽ học nữa cha, ô nay xin ngài tiếp tục ban ơn đi trong con cha, ô và khi chúng con ô, học hành chúng con tập trung, chúng con trung tín ô trong cái lớp học của ngài cha, ô lớp học trường giáo sĩ Jose này cha, ô cảm ngài rất nhiều Chúa con, ô xin ngài cùng tất cả anh chị em con cha, ô con cầu nguyện danh Đức Chúa Christ, amen. 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 Tạ ơn Chúa trong cái đoạn kinh thánh này thì mình nhận ra cái điều mà Chúa đã bày tỏ trong mấy tháng nay, trong cái thời gian ngắn thôi mà Chúa đã biến đổi cái con người của mình và tất cả anh chị em mình trong những cái sự học tập và dạy dỗ qua giáo sư Cường để nhận ra cái con người cũ và con người mới. Và bây giờ thì mỗi một ngày Chúa cho được phát triển cái con người mới và cái con người cũ thì con người mà độc ác, điều mọi điều gian dạo rồi thứ giả trá rồi đủ thứ, ghen lòng ghen ghét rồi sự nói hành đủ thứ hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa qua cái sự học tập này, bây giờ Chúa quá là yêu thương và Chúa đã biến đổi, bởi vì mình đã nếm được Chúa thật là ngọt ngào qua cái mà mình được đánh đồng với Chúa Giêsu, được nên giống ngài thì ngài lột sạch hết tất cả những thứ mà độc ác, gian dạo, giả trá gì hết, ghen tuông đó, khỏi hết con người của mình. Giờ chỉ biết là mình sống và ham thích cái của thiêng liêng của ngài, những lời của ngài, cái sữa thiêng liêng của lời, là giống như là mình một người trẻ đã được mỗi một cái ngày được học lời Chúa mà được để cái linh hồn của mình được biến đổi, không còn con người cũ nữa mà con người ngu muội mà cứ coi trước bây giờ là mình không có đặt để Chúa là hòn đá sống động. Hòn đá sống động đây là chính là Chúa đang sống trong anh chị em mình, Chúa đang sống động anh chị em mình, mà Chúa đã đặt để anh chị em mình là một viên đá sống nữa. Nếu mà có nhiều người cũng không có chấp nhận Chúa Giêsu là viên đá sống động mà cứ xin Chúa cầu cứu thôi, nhưng mà Chúa đang cho mình là một cái viên đá sống động thì họ coi họ giống như là nếu mà mình họ có coi Chúa là một là không là viên đá sống động thì giống như là một viên đá
ở góc tường thôi. Chúa chỉ nằm một chỗ không có làm gì được qua cái đời sống của họ. Nhưng mà tạ ơn Chúa là qua cái sự mà dạy dỗ trong đội quân đặc nhiệm này, mình thấy rằng Chúa cho mình một đánh giá sống động mà trước bây giờ, bây giờ là người ta cũng chê, người ta nói mình là kẻ vô đạo rồi đi lạc đạo đủ thứ hết, nhưng mà Chúa lại cho mình một cái đánh giá sống động. Bây giờ Chúa đang dùng anh chị em mình làm một thầy tế lễ mà trước bây giờ thì cứ cảm ơn Chúa là Chúa đã lôi ra khỏi những tôn giáo, nhất là Công giáo, chỉ biết ngồi những các ông cha đạo mà làm lễ ơi, mà không biết rằng là Chúa ban cho mình một cái chức vụ là thầy tế lễ, thầy lễ tế thánh, là mình phục vụ Chúa, mình làm lễ cho Ngài mỗi ngày. Dạ, Chúa là cái ân điển Chúa ban cho là mỗi một ngày tưởng rằng không có làm được với cái sức mà sức lực mà bị tai nạn như này, không biết là có sức mà thức khuya dậy sớm mà cầu nguyện với học hành như này xong mà làm được. Chúa cho được mỗi ngày cứ giống như là một cái người mà Chúa đang sử dụng mình vậy. Yeah. Thật là đây là cái ân điển Chúa ban cho, tưởng làm không được nhưng mà Chúa ban cho dễ dàng. Yeah. Chúa ban cho sức thêm sức nữa, mà Chúa ban cho thêm trí khôn nữa. Đó là điều mà mỗi một ngày Chúa cho mình được làm thầy tế lễ, để làm lễ với Ngài thôi. Tạ ơn Chúa rồi. Chứ không thôi là mình cứ ngồi đó mà nghe những cha đạo giảng này đủ thứ, mình không có nhận ra cái chức thầy tế lễ của mình, mà mình là bên đá sống động. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chuyển đổi mình rất là nhanh, không có lâu, có chừng mấy tháng nay thôi mà Chúa đã biến đổi rõ ràng, bởi vì mình đã tiếp nhận viên đá sống động ở trong anh chị em mình, nên đó, cho nên tạ ơn Chúa. Bây giờ mình chỉ là mình được xây cất căn nhà của mình ở trên Ngài, là cho dù mưa sa lũ lụt không bao giờ mà hủy bỏ được, không bao giờ mà làm phá được cái căn nhà của mình. Mình đã xây lên trên Ngài rồi. Điều đó là một cái hội thánh mà Chúa ban cho anh chị em mình, hội thánh trợ thương Mercy of God. Mình tin rằng là mỗi một ngày để cho cái hội thánh mình nhân bội lên, là Chúa đã dùng mình làm mình là sống động để sống động trên những người khác nữa, trên cái hội thánh khác nữa, để cho họ thấy và họ cũng được giống như mình. Chúa ban cho đó là tình yêu của Ngài để mình yêu họ, chứ mình không có tự kiêu tự đại là mình đã có, mình có, mình không có kiêu căng. Tạ ơn Chúa giúp cho họ để những gì mình có cho họ, mình chia phần cho họ. Tạ ơn Chúa. Ôi lạy Cha, là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Ôi cảm tạ ơn Cha, Ngài quá yêu anh chị em chúng con. Ngài đã chọn chúng con trong đã làm cho chúng con được nên thắng, không có một chỗ chê trách trước mặt Ngài. Ôi Chúa ơi, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng con, để chúng con được làm con cái của Ngài. Và biết ôi Chúa ơi, đó là ý tốt của Ngài, ý định của Ngài đã dành sẵn cho anh chị em chúng con. Ôi Ngài đã đặt để chúng con là một hội thánh ở trong Christ, hội thánh của Ngài. Ôi chúng con là chi thể của Ngài, Chúa. Ôi chúng con là tay, chúng con là chân, chúng con là mắt, chúng con là mũi miệng. Ôi chúng con cùng nâng đỡ lẫn nhau. Ôi Chúa ơi, mắt không được nói với tay rằng ta không cần đến mày, đầu không nói với chân rằng ta không cần đến mày. Ôi chúng con cần đến nhau, Chúa. Còn xây dựng hội thánh của Ngài, mỗi một ngày thân thể của Ngài được lớn lên và chúng con trung tín với Ngài, Chúa ạ. Ôi tạ ơn Chúa, nay Chúa cũng dùng chị em chúng con để đến với các hội thánh, các hội thánh toàn cầu, hội thánh địa phương, hội thánh tư gia nữa, Chúa ạ.
tôi các hội thánh này là cơ nghiệp của chúng con, Chúa đã đặt để cho chúng con. Tôi chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con đến với họ bằng tình yêu của Ngài trên anh chị em chúng con. Chúa cho chúng con như thế nào thì chúng con chia phần cho họ như thế nào thế đó, Chúa ạ. Tôi cảm tạ ơn Ngài, Ngài mỗi ngày cho chúng con dạy dỗ cho chúng con. Ôi chúng con đến với họ và làm chứng Ngài cho họ, Chúa ạ, làm chứng về tất cả những gì mà Chúa đã làm trên anh chị em chúng con, những phép lạ trên anh chị em chúng con, Chúa ạ. Ôi những tai nạn vừa qua, những COVID gì cũng không có thể nào mà lây chuyển chúng con được, bởi vì Ngài ở trong chúng con. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài. Hội thánh của chúng con là một thánh mạnh mẽ, bởi vì Ngài sống động trong chúng con, Ngài là viên đá sống động. Ôi chúng con, Ngài dùng anh chị em chúng con là viên đá sống động để đến với họ, ôi làm chứng cho họ, đem bản chất của Ngài đến cho họ. Ôi Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ôi chúng con là thân thể của nhau, chúng con phải biết rằng chúng con phải là chia sẻ những gì mà chúng con có cho họ. Ôi cảm ơn Chúa. Ôi chúng con cầu nguyện cho những hội thánh ở địa phương, của hội thánh làm mục sư của cảm ơn Chúa. Ôi mục sư Việt, Chúa ạ. Ôi cảm ơn Chúa. Ôi họ đang chia rẽ, họ đang phân chia rẽ hội thánh của Ngài, họ đang cắt tỉa và cắt thân thể của Ngài ra, Chúa ơi, thật là đau đớn cho Ngài. Chúa ơi, chúng con được Ngài dùng anh chị em chúng con đến với họ để gắn liền ở thân thể của Ngài. Ôi Chúa ơi, Chúa giúp chúng con trong ngày tới này. Ôi chúng con cần làm gì, xin Chúa thánh linh soi sáng mở lòng mở trí cho chúng con, để chúng con nhận biết là chúng con cầu nguyện với tất cả hội thánh, các hội thánh toàn cầu, hội thánh hội thánh trời thương, hội thánh đại sứ quán nước trời, nói chung là qua hội thánh đại sứ quán nước trời mà chúng con nhận biết hội thánh của chúng con, hội thánh trời thương. Ôi Chúa, Chúa đã dùng những tôi tớ của Ngài, mục sư Sunday, mục sư Ruslan và mục sư Cường nữa, Chúa ạ, đến với chúng con để dạy dỗ cho chúng con, chúng con mới có hội thánh ngày hôm nay. Ôi chúng con cảm tạ ơn Ngài, con tin rằng mỗi một ngày Chúa cho chúng con được lớn lên trong Ngài, chúng con sẽ làm cho thân thể của Ngài nhân bộ lên và lớn lên, Chúa ạ. Ôi Chúa đã dùng hội thánh đầu tiên các sứ đồ là 3.000 người, thì con tin rằng Chúa cũng dùng anh chị em chúng con. Ôi 603.550 người là trong hội thánh đang chờ đợi chúng con, Chúa ạ. Ôi chúng con sẽ làm cho họ được một hội thánh lan truyền ra, Chúa. Ôi cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ Ngài. Chúa yêu thương chúng con như thế nào, chúng con cũng yêu thương họ vậy mà. Chúng con nhìn họ, chúng con yêu họ. Ôi Chúa ơi, con tin rằng với sự cầu nguyện của chúng con, ôi chúng sẽ được hội thánh của họ sẽ được cảm truyền lại trong ngày. Ôi cảm ơn Chúa, chúng cầu nguyện cho anh chị em chúng con trong ngày hôm nay. Xin Chúa chúc phước cho anh chị em chúng con trong hội thánh của chúng con, hội thánh trời thương. Ôi chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Chúa cho anh chị em qua sự học hỏi để mỗi ngày mình biết loại bỏ con người độc ác, gian xảo, mọi thứ giả trá, mọi con người cũ, để Chúa muốn là lột sạch cả những Ngài muốn xây dựng anh chị em ở nơi có hòn đá sống là Chúa Jesus, để mình mỗi ngày trong đời sống anh chị em luôn ham thích
sự thiêng liêng, và nó là lời của Ngài, để càng ngày anh chị em càng lớn lên, để mà ngày đã biết cách như thế nào để cứu cái linh hồn của mình, chứ còn không thì mình chỉ biết sống để mà cho qua ngày qua tháng. Chúa thì Ngài đã kêu gọi một chồng để mà được nên Chúa là một ngày như thế nào qua một ngày trong đời sống của mình mà cùng anh chị em thư nhỏ của chị. Chúa, mình tin rằng Chúa là cái hòn đá sống để mà được anh chị em được Chúa chọn lựa để mỗi ngày biết cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cầu nguyện để mỗi ngày giúp cho ngay trong cái bản thân của mình cũng như là giúp tất cả mọi người mà sắp tới đây anh chị em cũng được gặp gỡ, thì đó là cái điều mà Chúa muốn với anh chị em, để mà Ngài muốn tạo dựng cho anh chị em thành một hội thánh thật của Ngài qua mình nhận được sự hiểu biết để mà Chúa Ngài cứ lại cho học hỏi qua giáo sư, thì đã cho mình đã biết về cái nền tảng của giáo lý mà đức tin và một người cơ đốc như thế nào, chứ còn không thì chúng em chỉ được học và đọc lời Chúa, chỉ biết nhận biết lời Chúa thôi, chứ còn không biết cái nền tảng của giáo lý là như thế nào để mà tạo dựng một cái hội thánh thật của Chúa. Thì đó là cái điều mà cô Tiết Hóa mà giáo sư đã dẫn tụi em tới để mà cho em đón nhận qua những cái trường học này, thì đó là cái điều mà thật sự Chúa cũng muốn nhìn thấy được của em qua những cái sự mà tìm kiếm Ngài, để mà mỗi ngày Chúa cho mỗi chị em có cái nền tảng đó, thì mình mới ra đi để mà xây cái dựng cái hội thánh thật của Chúa. Thì Chúa muốn nơi cái hội thánh thật đó phải có nền tảng học hỏi, hiểu biết, để mà ngay cả khi mình làm tạo dựng nên một hội thánh đó, thì người ta sẽ không có nói mình là cái hội thánh mà không hiểu biết gì hết, chỉ biết lời không thì cũng không có đủ để mà mình biết chia sẻ cho những người và nhìn ra được làm thế nào để mà tạo dựng được cái hội thánh thật của Ngài nữa. Đó là cái điều mà chúng em rất là cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương chúng em mà dẫn dắt chúng em để qua giáo sư, thì chúng em đã học hỏi được rất là nhiều trong những cái ngày tháng rất là không có rất là lâu, nhưng mà chúng em đã được hiểu biết rất là nhiều về cái nền tảng đó. Thì đó là thật sự đó là cái điều mà Chúa muốn nơi anh chị em, đó là mình tin rằng đó là cái sự mà lựa chọn mà Chúa đã muốn tụi em để làm chọn cái chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về của Ngài đó. Thì mình phải biết làm sao để mà hầu việc Chúa qua anh em, cũng như là mình phải biết làm sao để mình tạo dựng và xây đắp một cái hội thánh mà là những người mà được lựa chọn của Chúa, chứ không phải là mình cứ làm hội thánh lên xong có những cái sự chia rẽ trong đó. Thì Chúa không muốn điều đó. Thì qua những năm tháng mà chúng em tìm kiếm Ngài, Chúa đã thương đã cho chúng em gặp nơi giáo sư, để mà khi chúng em tạo dựng một hội thánh thật của Ngài, thì chúng em phải có những cái nền tảng đó để mà mình có nắm chắc trong tay những cái giáo lý để mình cũng biết chia sẻ và cũng thành lập nên một hội thánh riêng mà Chúa muốn nơi anh chị em. Đó là cái điều mà Chúa muốn rằng chị em, nhưng các anh chị em mình đều là những người mà được Chúa chọn lựa để phân phục cái lời của Ngài, để Ngài bày tỏ những cái sứ điệp của Ngài cho tất cả anh chị em, để mà trở thành một hội thánh thật của Ngài trong ngày sau rút này. Tạ ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài đã tách chúng con ra khỏi thế gian,
và biệt riêng chúng con là con người thánh của Chúa. Chúa đã tách chúng con ra khỏi con người cũ đó để chúng con trở nên mới trong Ngài. Thưa ơi, xin Ngài bày tỏ cho chúng con, từng anh chị em chúng con, để tâm linh, linh hồn, thể xác chúng con thuộc trọn về Ngài. Vì mỗi ngày chúng con qua anh chị em chúng con được đến gần với Ngài, vì Ngài là hòn đá sống. Để chúng con là những người mà Chúa chọn lựa, quý giá trước mặt của Ngài. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa vì Chúa yêu thương chúng con. Ngài muốn chúng con cũng nên đồng hình đồng dạng với Ngài, đánh đồng với Ngài để được tất cả những gì mà Cha có, Cha ban cho chúng con, Cha ban cho Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu cũng muốn chúng con được như vậy. Con cảm tạ người khen Chúa cho chúng con mỗi ngày, anh chị em chúng con luôn luôn kiên trì để cho Chúa sửa dạy. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã dẫn dắt giáo sư Cường đến với từng anh chị em chúng con để chúng con đón nhận tất cả những nền tảng giáo lý mà Ngài muốn cho chúng con là khởi đầu của những tạo dựng hội thánh của Ngài, hội thánh thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã thương yêu mà nâng đỡ chúng con trong việc học hành này. Đó là bởi sức mà Ngài ban cho chúng con, chứ chúng con không thể nào làm gì được nếu không có sức của Ngài. Con nghĩ là chúng con không thể nào đạt được tất cả những bằng học về nền tảng của giáo lý này. Con không thể nào làm gì được. Nhưng mà giờ đây Chúa đã gửi giáo sư Cường đến với chúng con để chúng con được học hỏi những điều mà Chúa muốn chúng con, để trước khi chúng con tạo dựng hội thánh thật của Ngài, thì chúng con có tất cả những gia sản và nền tảng mà Chúa muốn cho chúng con học sự học hỏi, để chúng con trở nên khôn ngoan như người mà Chúa sử dụng. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa vì con tin rằng chúng con đều là những người được sinh lại, đều là những người mà được Chúa chọn lựa, là những người mà Chúa đã muốn cho chúng con, dự định cho chúng con từ trước sáng thế. Chúa ơi, con cảm tạ người khen Chúa. Xin ban thánh linh của Ngài, thần của Ngài cho từng anh chị em chúng con, để chúng con học hỏi những điều mà Chúa muốn dạy chúng con sắp tới đây qua những cái bài học này, để chúng con đem tất cả những gì mà tinh hoa Ngài dạy chúng con cũng truyền và trao cho những người khác nữa, để tạo dựng cho hội thánh của Chúa trong thời kỳ hai rốt này. Con cảm tạ lời khen Chúa, con tin rằng thánh linh của Ngài cũng gìn giữ và dẫn dắt tất cả các hội thánh toàn cầu, hội thánh địa phương và tất cả những hội thánh mà nơi chúng con đang ở nữa, chú ạ. Con tin rằng thánh linh của Ngài dẫn dắt chúng con vào kỳ sau lúc này, chúng con được nhận rõ ràng, biết rõ ràng tất cả những gì hội thánh thật của Chúa là như thế nào, để chúng con biết sửa đổi để làm cho Chúa vui mừng, để trước khi mà Chúa đến, Chúa đón chúng con là những nàng dâu, là những hội thánh thật của Ngài, để là sự chọn lựa của Ngài nữa. Con tin rằng thánh linh của Ngài ban thêm sức cho tất cả các mục sư để họ nhận biết lời lẽ thật này, để sửa đổi những hội thánh mà đem về cho Ngài là những hội thánh thánh khiết trước mặt Ngài. Con cảm tạ lời khen Chúa. Con xin dâng tất cả đời sống chúng con để Chúa sửa dạy, để cho chúng con được luôn luôn kiên trì trong sự học hỏi này. Con cảm tạ lời Thiên Cha trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Dạ thì ở đây Lucia có nghe Hương không? Có. Hello. À, được, à, nghe được. Dạ. À, giống như những cái con người cũ là con người độc ác, gian xảo, dạ trá, ghen ghét, nói hành nói xấu, tất cả những con người này là cái con người cũ, mà khi đã được Chúa
sinh lại từ trên cao. Sinh lại thì là một em bé uống sữa, là lời của Ngài. Và được lớn lên để mà cứu lấy linh hồn. Thì em cảm tạ ơn Chúa lắm một cái thời gian qua, để mà Chúa cho chúng em nhìn thấy được cái sự sinh lại như thế nào. À, và hơn nữa, Ngài lại cho không có phải đứng ở một cái mức để mà em bé mà uống sữa mãi. Ngài cho được lớn lên để mà ăn những cái lời cứng của Ngài, học hành liên tục như vậy, để mà trở nên một con người trưởng thành, để mà ra chiến trận cho Ngài được. Mà cũng không những để mà nhận ra được rằng hội thánh của Ngài là nàng dâu để mà làm sạch cái tấm lòng của mình, trang bị một cách đầy đủ để làm những cái việc lành cho Ngài nữa. Và ở trong con người mới đó, Ngài cũng đã trang bị đầy đủ năng quyền của Ngài, thẩm quyền của Ngài ban cho, để mà không phải là những cái sự cái con người cũ này mình cũng phải vác nó theo nữa. Mình cũng được học hỏi, chứ không phải là hôm nay là tôi là con người mới, loại trừ hết những cái con người cũ ra đó. Nhưng mà mình đã được học là cái con người cũ này nó cũng phải bám theo mình, để mà mình cũng biết đóng đinh nó. Đó, có Chúa đã dạy cho những cái điều đó để mà không có lẫn lộn trên cái bước đường theo Chúa, để mà không có bị vấp ngã, mà cũng không có bị rơi vô cái sự ghét bỏ ai, hoặc là bị vấp ngã bởi là tại sao tôi đi theo Chúa rồi lâu lâu lại bị vấp ngã, rồi bắt đầu lại giống như biết bao nhiêu người đã theo Chúa, giống như những mục sư đến cái chức vụ lớn rồi lớn cao lớn đó mà cũng bị vấp ngã. Thì ở đây Chúa đã cho học những cái tinh hoa của Ngài để mà trong ơn Đức Thánh Linh mà người thầy giáo cũng đã phát hiện ra cái con người cũ, con người Babylon để mà theo đuổi mình như vậy. Thì mình đã ở trong cái bậc trên cao là chức thầy tế lễ, để mà làm sạch cái cõi lòng, để mà không những phát hiện ra nó mà còn sạch cái tấm lòng để mà biết cầu thay cho con dân Ngài, cho con cái của mình, cho gia đình, cho thân thể của Ngài, cho chi thể của Ngài nữa, để ăn những cái đồ ăn cứng. Và mỗi ngày như vậy là để nhận biết Ngài hơn và được nếm trải được cái tình yêu ngọt ngào với Chúa. Đó là cái sự mà sâu nghiệm của những con người mà Chúa đã sinh lại và biệt riêng ra cho Ngài, như anh chị em mình đây, mỗi ngày được nếm sự ngọt ngào ở trong Chúa, cùng với thầy giáo, cùng với anh chị em là đội quân đặc nhiệm mà Ngài biệt riêng ra cho Ngài, để Ngài đang dạy dỗ, sửa trị cũng như huấn luyện để mà giống như là Sion. Chúa, mình đã biết được ra giá trị của hội thánh của Chúa rồi. Mình biết được cái hội thánh là nơi mà Chúa đặt chính Ngài ở trong, và Ngài là cái người, Ngài là đứng lập lên hội thánh nữa, mà Ngài là tảng đá nữa. Thì mình xây lên Ngài thì tuyệt vời quá, chắc chắn ở trong Ngài như vậy. Và được lớn lên, cái nền tảng là Ngài, là hòn đá. Thì khi có một cái cảm nghiệm nhỏ là khi em ở chạm tới lời Chúa đó, em biết là Chúa nói là thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh. Thì khi mà em mới hình dung ra là một cái căn nhà thờ là có ông từ, rồi nhà thờ thì có giáo dân, rồi nhà thờ thì có linh mục làm lễ. Mà bây giờ khi mà một cái đền thờ thiêng liêng ở tấm lòng thì ai làm lễ? Thì khi mà Ngài đến trong đời sống được Đức Thánh Linh, Ngài chiếu sáng, thì em mới thấy được rằng chính từng anh chị em mình là những cái con người được sinh lại,
là Chúa đã đặt là hàng tư tế thánh đầu, là thầy tư tế đó. Mà không biết dâng lễ thì sao đây? Thì em mới cảm ơn Chúa vô vàn. Chúa ơi, lòng của chúng con là đền thờ của Ngài, từng anh chị em của chúng con mà là những người Chúa sinh lại để đặt để trong một hội thánh của Chúa, để mà biết làm thầy tư tế để dâng lễ. Thì khi chúng con cảm nghiệm mà thầy tư tế phải làm sạch tấm lòng ra sao, là dân riêng mà Ngài đã biệt riêng ra cho Ngài, là vua, thì khi chúng con trải nghiệm với Ngài như vậy, thì những cái con người sau này, để mà chúng con ra đi đem những con người mà chưa hề biết Chúa để đến, chúng con cũng phải chăm sóc cho họ ăn những thức ăn để mà họ cũng được trưởng thành, như chúng con cũng đã bị từng những cái con người mà chẳng ra chi, chỉ biết Chúa theo cái kiểu tôn giáo thôi, mà chúng con đi từng bước để cuộc đời chúng con nhìn thấy được những cái từ cái nghèo nàn, để chúng con cũng cảm thông những cái con người nghèo nàn, để mà khi chúng con ra đi chúng con biết được giá trị ở trong Chúa như thế nào, thì chúng con cũng đem chính Chúa và nuôi nấng họ như vậy. Và có một cái điều ở đây là vậy nên cho anh em là những kẻ tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp và vấp pháp, và đá lớn làm cho ngã. Thì em cũng nghĩ tới những cái nơi hội thánh mà Chúa đã đặt cái nền tảng, đã cho lời và niềm tin. Nếu mà không có mà nhận biết Ngài để tin đòi tin những cái lời mà Ngài đã dàn sẵn cho một cái hội thánh, mà giống như là hội thánh kháng cách đây đã được sống ở trên lời đó, mà không trở lại với tin những cái lời mà Chúa hứa để mà sống với cái chức vụ mà Chúa đặt để ở trong hội thánh, thì thật sự đó là cái sự vấp ngã đó. Hiện nay rất là nhiều cái hội thánh đang bị vấp ngã là bởi vì không có tin cái lời của Chúa phán ở trong trong lời của Ngài đó. Thì mình cũng cầu nguyện trong hôm nay, cầu nguyện cho hội thánh của Ngài và cũng hội thánh, và cũng cầu nguyện cho tất cả các hội thánh. Mình xin cầu nguyện. Hồi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vì tình yêu cao cả của Ngài, đã hiến dâng thân mình để làm của lễ mà dâng lên Cha, lễ chuộc tội cho chúng con. Ngài đã lôi chúng con ra khỏi những miền tăm tối, Ngài đã đưa cho chúng con vào ánh sáng lạ lùng của Ngài và biệt riêng ra cho Ngài. Giờ đây chúng con là dân của Ngài. Chúa ơi, bởi lòng thương xót của Ngài thì Ngài cũng đã đặt để lòng thương xót của Ngài ở trong lòng của chúng con, để chúng con cũng biết thương xót dân của Ngài nữa, Chúa ơi. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài để đời sống của chúng con khi nghe lời Ngài thì chúng con chỉ có amen và làm theo thôi, Chúa ơi. Nếu không thì chúng con cũng là bị vấp vào cái tảng đá đó, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Giờ đây Chúa đang xây anh chị em của chúng con, và chính chúng con là những một phiến đá sống động để cùng với nhau xây trên nền tảng đá, đó chính là Ngài, Chúa ơi, là Đấng Christ mà Ngài đã trả giá máu cho chúng con. Và Ngài đang tập cho chúng con là thầy tư tế nữa. Ngài đang cho chúng con biết làm sạch cõi lòng của chúng con. Nếu mà một thầy tư tế không biết làm sạch cõi lòng của mình thì chúng con cũng không thể nào cầu thay và làm lễ dâng lễ cho Chúa và cầu thay cho những người khác được, Chúa ạ. Ồ, dòng giống của chúng con bây giờ chúng con đã nhận ra dòng giống thánh rồi, là vua rồi, Chúa ạ. Thì giờ đây Ngài đang dạy cho chúng con mỗi ngày để cho chúng con có một cái tư cách, và chúng con có một tính cách là một nhà vua, để mà chúng con, Ngài sai chúng con ra đi để chúng con biểu lộ chính Ngài ra nữa, Chúa ơi. Bởi vì hội thánh
là nơi biểu lộ chính Ngài. Hội thánh là nơi mà tỏ bày tin mừng vương quốc của Ngài trên đất này, Chúa ơi, mà Chúa đã biệt riêng ra cho Ngài. Chúng con là thân thể của Ngài. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Đang từng bước Chúa dạy cho chúng con biết được rằng hội thánh của Chúa giá trị dường bao, hội thánh của Ngài tinh tuyền và sạch biết bao, Chúa ạ. Vậy mà bây giờ chúng con nhìn thấy hội thánh của Ngài đã ăn những cái bã của giáo lý của Babylon, đã làm cho ô uế thân Ngài. Chúa ơi, chúng con đau lòng bởi vì chúng con là cùng một thân, Chúa ạ. Chúng con đau đớn trong những cái điều thấy thân thể của Ngài như vậy. Nhưng chính vì đau lòng này, Ngài đang làm sạch chúng con, Ngài đang dạy dỗ cho chúng con để tới đúng thời đúng điểm chúng con, để làm Chúa dùng chúng con để vực hội thánh của Ngài lên, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng con là những người bé mọn ở trên đất này. Chúa đã thương yêu chúng con để cho chúng con được có một cái mối quan hệ mật thiết ở trong Chúa và mật thiết trong nhau. Đó là một nơi mà Chúa muốn cho chúng con, mà hội thánh cũng là một cái đội quân của Đấng Christ nữa, Chúa ơi. Ô Chúa ơi, chúng con nhận được quá nhiều mà chúng con cần Đức Thánh Linh để tất cả những điều gì chúng con học trở thành thịt cho chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài đã yêu thương chúng con vô vàn để cho chúng con được có sự hiệp nhất trong tình yêu thương của các thành viên trong hội thánh nữa, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ngợi khen Ngài mà trong hội thánh là ân tứ của Ngài được tuôn đổ ra để mà chăm sóc cho con dân của Ngài nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vô vàn nơi mà Đức Thánh Linh tuôn đổ dòng tuôn đổ ân tứ của Ngài xuống trên đời sống của từng anh chị em của chúng con trong hội thánh của Ngài, để cho xây dựng chi thể của Ngài mỗi ngày được biết được rằng mình giá trị dường bao trong Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Giờ đây, mỗi ngày đây, Chúa đang tập tành cho chúng con, huấn luyện chúng con, cho chúng con biết được rằng hội thánh là chính Chúa Giê-xu, Ngài thiết lập hội thánh của Ngài. Và chính chúng con là biết có, chúng con là có trách nhiệm để mà xây dựng hội thánh Chúa, làm sạch tấm lòng của Chúa. Chúa ơi, chúng con không thể nào để cho những cái giáo lý của Babylon để mà bóp méo những cái lời của Chúa được, và cho con cái của Chúa ăn những cái giáo lý ý dơ bẩn đó được, Chúa ạ. Giờ đây Chúa đang cho chúng con để mà ăn những cái thức ăn tinh tuyền thanh sạch của Ngài, để làm sạch hội thánh của Ngài. Chúa ơi, Chúa đang dùng anh chị em của chúng con, Chúa cũng đang, Chúa vừa xây cho chúng con một cái hội thánh ở ngay mặt đất thực thể của chúng con đang sống đây, và Chúa còn làm điều gì mới và lớn lao nữa ở nơi chúng con. Và chúng con chỉ biết bám chặt vào Chúa, đặt hết tất cả đời sống của chúng con trên nền tảng là chính Chúa thôi, Chúa ạ. Bởi vì sự thánh thiện của Ngài ở nơi hội thánh của Ngài, Chúa ơi. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa để hội thánh của Chúa được trong sạch về cái mặt tính cách đạo đức của Ngài, giá trị ở trong vương quốc của Ngài ở trên đất này nữa, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài dành cho chúng con biết bao nhiêu, bởi vì chúng con đang ở trong một cái giao ước thánh của Ngài, giao ước mà Chúa Giê-xu đã đổ ra bằng máu để cho chúng con ở trong giao ước đó. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Ngài vô vàn, vô vàn. Chúng con biết được giá trị hội thánh như thế nào từng ngày để cho chúng con lớn lên. Chúng con được là một cái nàng dâu, được thanh sạch và được một, là một, một con người được trưởng thành nữa, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa. Chúng con biết ơn Ngài đã cho chúng con được lớn lên và sinh chúng con ở trong một cái hội thánh ở đại sứ quán nước trời cho mọi dân tộc, và hội thánh trời thương và sự thương xót của Ngài ở trong người thầy giáo của chúng con, là thầy giáo Cường đây, Chúa ơi. Chúa đặt để cho ông chăm sóc chúng con ăn những thức ăn, và Chúa ông là người Chúa biết chúng con đã từng bị cạo lông chiên rồi. Giờ đây Chúa đã bù đắp cho chúng con để mà Chúa dùng ông để mà
ông cho chúng con ăn những thức ăn đặc, thức ăn cứng, thức ăn tinh tuyền của Ngài, thức ăn thánh sạch của Ngài, để lòng của chúng con cũng trở nên thanh sạch hàng ngày, hàng giờ, để mà cho chúng con sắp tới đây chúng con làm những cái việc cho Ngài, để mà khi chúng con gặp Chúa là chàng rể thì chúng con vui mừng khôn xiết trường bao, để chúng con cùng nhau bước vào tiệc cưới chín con của Ngài. Chúng ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng con cầu nguyện cho tất cả các hội thánh địa phương, hội thánh toàn cầu ở trong đất nước Việt Nam. Chúng con hốt hết tức linh hồn đó vào ao nơi tết đa của Ngài, của Chúa, và Chúa đã đặt để ở trong mặc khải, ở trong hội thánh trời thương của chúng con đây. Chúa ơi, chúng con rất là bé mỏi, chúng con đang đi từng bước để cho Chúa tỏ bày cho chúng con. Chúng con thấy được việc của Chúa, chúng con sẽ dùng tâm tư của chúng con để luyện tập thay đổi tâm trí, cảm xúc của chúng con gần tới Ngài. Chúng con có những cái nhạy bén, những cái linh tính để hình dung ra, để cho Chúa bày nói chuyện với chúng con qua những sự tỏ bày của Ngài. Để chúng con thấy được Ngài, ôm Ngài, hôn Ngài. Chúa ơi, thì Chúa cũng làm cho những hội thánh vực dậy vào thời kỳ cuối cùng này, để họ tìm kiếm mặt Chúa, trở về với Ngài và chăm sóc dân của Ngài ở trong hội thánh Chúa. Amen. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Alleluia. Ngợi khen Cha. Ngợi khen Cha. Em Thủy hôm nay không có vào được. Chị em cũng cầu nguyện cho em có sức khỏe. Hallelujah. Để cầu nguyện cho em luôn. Ô là Chúa trong danh Chúa Christ, là cả đáp ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Ô vì hội thánh của Ngài, Chúa, và Ngài đã ban chìa khóa nước thiên đàng cho chúng con, và điều gì chúng con buộc từ đất trời trên buộc, điều chúng con mở từ đất trời trên mở. Nhân danh Chúa Christ, ô ta đóng lại tất thảy mọi virus vi khuẩn, ta đóng lại tất thảy ảnh hưởng của Babylon, ta đóng lại tất thảy ảnh hưởng kể cả của vật lý, ô rasakarabra của thể xác, shakara trên thân thể của em Thủy, trên thân thể của chị bé, trên thân thể của ta, trên thân thể các anh em trong buổi đặc nhiệm này, nhân danh Chúa Christ, ô rasakarabra apo saki infisi, ô rasakarabra chống trả lại và hủy diệt hết tất thảy mọi sự nhiễm khuẩn trong thân thể của chúng ta, sakarabra virusu của ta công bố sự ô làm sạch, ô rasakarabra công bố quyền năng phục sinh, ô của Chúa trên thân thể của đội đặc nhiệm này, ô của chị bé. Anh Thủy của ta, của tất cả anh chị chúng ta, ô đời của anh Trung, ô chị Chi của, ô đời của chị Hương, của ông bà, ô đời của Yến của Nam, ô đời của sống lại Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con đang chờ đợi Ngài và chờ đợi cả cái sự phục sinh thân thể nữa, Chúa ạ. Ô lên đây Chúa ơi, ô là chính cái sự mà chữa lành thân thể chúng con, đó là bằng chứng sự phục sinh, Chúa ạ. Ô là bằng chứng sự ô cứu của thân thể, bằng chứng của sự sống lại thân thể, Chúa ơi. Bằng sự chữa lành của Ngài, Chúa ạ. Ô vì Ngài cứu chúng con, cứu toàn bộ cả tâm linh, cả linh hồn và thân thể nữa, Chúa ơi. Ô là sakarabara buriyurusu chule biriru, sakarabara buriyurusu chule kabara sakarabara buriyurusu. Chúng con vẫn biết rằng ô chăm lo về ô thể xác thì chẳng được lợi ích là bao nhiêu, Chúa ạ. Nhưng chăm lo về thần linh và linh hồn thì được sống đời đời, Chúa ơi. Sakarabara buriyuru. Ô là gì, nhưng chúng con vẫn biết trật tự của nó. Ô vì thân thể chúng con vốn là đền thờ của Ngài, Chúa ơi. Urasa cả và thánh linh của Chúa trong chúng con. Urasa vì vậy chúng con có trách nhiệm cũng bảo vệ thân thể của mình, Chúa. Urasa kada bara bara jula bara jula si en shak kada bara jula. Urasa kada jula ore không thân thể này nó từ bụi đất nhưng nó không được cho Satan ăn một chút thì hết, Chúa. Trong danh Jesus Christ, ô bởi Chúa Jesus đã thắng nó rồi. Ô đã ban quyền cai trị cho chúng con rồi, Chúa. Để chúng con dày đặt đầu nó trong danh Jesus Christ. Ô Satan là cái ăn bụi đất trọn đời. Ô
nhưng với chúng con nó không làm được Chúa ạ. Sakadabalabrusukodabalabrusi trong danh Chúa Giêsu sokodabadasakadabrusi orosa satan ta hủy phá tất thảy mọi sự kiện cáo của mày, orosa ca mọi lời rủa xả của mày, tất thảy mọi sự cầu nguyện phù phép, tất thảy mọi lời chuèo, saka tất thảy mọi lời tiêu cực vào địa chỉ chúng ta tập nát tan hành trong danh Chúa Giêsu sakadabalabrusi hủy diệt mày, satan sakadabalabrusi khốn nạn của mày, orosakadabalabrusi vì quyền năng ngài ban cho chúng con hội thánh của ngài Chúa ơi. Orosai cảm tạ Chúa. Orosai kadababrisi debarabe. Chúng con nàng, chúng con nàng chính nữ của ngài cho ngài luôn giúp chúng con tỉnh thức để mang dầu cho mình. Hàng ngày Chúa ơi, cảm tư thiên linh. Là đấng nhóm lửa cho chúng con. Và lửa đó nó cháy mãi cho và một mục tiêu nó cháy mãi cho ngài Chúa ơi. Chúa yêu ngài, yêu ngài Chúa ơi, yêu ngài, yêu ngài nhiều. Chúa ơi, chúng yêu ngài. Chúng con thật yêu ngài Chúa ơi. Hallelujah, cảm ơn cha và các anh chị em chúng con. Hallelujah. Amen. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa anh chị em học lời Chúa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Anh chị em cứ giữ tinh thần đấy và thêm một nữa thôi. Tinh thần của lòng biết ơn, tinh thần của sự mà ham mến Chúa, ham mến lời của Chúa, ham mến sự bày tỏ kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Đúng là tạ ơn Chúa là Chúa cho sự dành chúng ta những sự mà đặc biệt. Nhiều người họ đọc đấy Kinh Thánh nhưng họ không hiểu rằng đấy là một quá trình. Anh chị em, thí dụ như là nói rằng anh em đã chết vì lầm lỡ tội lỗi tội ác mình đấy. Đấy, rồi lại anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian xảo, mọi thứ dài, trái lòng ghen ghét, sự nói hành. Tức là họ tưởng cái chuyện đã xong rồi. Tức là tuyệt đối đấy, anh chị ạ. Thế vì thế mà họ không nhớ rằng là con người cũ nó vẫn còn. Họ tưởng xong rồi mà. Tức là họ đi vào ra một thái cực, anh chị ạ. Một thái cực là đã xong rồi, chấm hết. Còn một thái cực khác thì mình vẫn còn tội lỗi, mình còn độc ác, mình còn gian xảo, mình còn... Đấy, tức là họ lại mặc luôn con người cũ luôn. Tình trạng con cũ luôn. Nên họ đi vào hai thế cực đấy mà họ quên rằng đến cái chuyện đấy là một quá trình. Nên hội thánh, tạ ơn Chúa hội thánh chúng ta là Chúa ban cho sự thông hiểu như vậy. Đến điều kỳ diệu đấy. Hallelujah. Như là thành ra cái chuyện đấy, anh chị em nhớ nhé. Anh chị em cố phát triển cái đấy trong không những lý thuyết mà trong cả thực hành đấy anh chị em ạ. Bởi cái thực hành đấy của anh chị em sau này nó sẽ là cái giáo lý, nó là viên đá đấy, nó sẽ bày tỏ viên đá đấy, để mà anh chị em đứng lên trên đấy và trở thành được vinh hiển đấy chị ạ. Thầy Chúa cho chúng ta vinh hiển mà. Chú giữ phần sự vinh hiển của Chúa Trời mà. Nên chắc chắn thôi, nhưng vinh hiển cho ngài, của ngài và để dâng cho ngài cả. Hallelujah. Chúc vậy chúng ta thôi, không cần nói nữa, anh chị em đã nói hiểu hết đấy rồi. Chúa ơi, cho cảm tạ ơn Chúa vì các anh chị em chúng con, cho cảm tạ cho hội thánh của ngài, hội của ngài, hội các thánh của ngài, cho sai qua tất cả sự đó, còn chúng con càng hiểu ra và chắc chắn rằng tin quyết xác rằng cho đúng là hội thánh của ngài, cho sai không phải là của con, không phải của mục sư đó hết, không phải của lãnh đạo hết, cho mà được sự của ngài và chính ngài xây, cho chính ngài đầu hội thánh, chính ngài đứng dậy rồi đánh. Sai ngài thật kỳ diệu, Chúa ơi.
Ngài vô hình nhưng mà rất hữu hình Chúa ạ. Ngài rất là phức tạp nhưng mà rất là đơn sơ Chúa ơi. Ô Ngài rất là xa xôi nhưng rất là gần gũi Chúa ạ. Ô là Ngài thần kỳ diệu Chúa ạ. Ô là cả Ngài tưởng như là không thể dò xét được Chúa ạ. Ô nhưng mà Ngài lại rất là đơn sơ để mộc bạch chúng con Chúa ơi. Ô là ra cả Chúa yêu ơi. Ô là ra cả tất cả chúng con. Ô thấy Ngài đây sự thực xuất Thiên Chúa đây Chúa ạ. Ô là ra cả là một phần của nàng dâu vinh hiển tinh sạch cái đây Chúa ạ. Ô là ra cả là chúng con tin rằng chúng con sẽ là cái phần cao trọng nhất ô ở trong thân thể của Ngài Chúa ạ. Mặc dù thân thể Ngài cái phần nào cũng quý cả Chúa ơi. Ô nhưng chúng con Ngài sẽ đặt một vị trí cao trọng bởi vì có sự vinh hiển nó khác nhau, vinh quang mặt trời khác, vinh quang mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao Chúa ạ. Ô bản thân ngôi sao cũng có sự vinh quang khác nhau Chúa ạ. Thì cũng vậy chúng con có sự vinh quang khác biệt Chúa ạ. Ô bởi sự bày tỏ mà Ngài soi sáng cho chúng con Chúa ạ. Bởi sự vinh quang đó là của Ngài và từ Ngài đến cả Chúa ơi. Đó sự bày tỏ, đó sự tố lộ mà Ngài bày tỏ chúng con, đó là những khải tượng, ô đó sự thông hiểu, đó sự tỏ ra, sự giải bày của lời Chúa cho chúng con Chúa ạ. Khiến chúng con được sáng tỏ Chúa ạ. Ô sáng tỏ không chỉ cho mình nhưng mà sáng tỏ cho cả người khác, sáng tỏ cho cả toàn thân thể của Ngài đó Chúa ơi. Ô với con mắt được sáng thì cả toàn thân được sáng. Ô và Chúa dùng chúng con mắt của Ngài Chúa ạ. Ô lúc thì Chúa dùng con trái tim của Chúa, lúc chúng dùng chúng con ô đã ra như phổi của Ngài, ô đã bật như gan của Ngài Chúa ạ. Lúc chúng Chúa dùng chúng con như mắt như tay của Ngài Chúa ạ, vì chúng con đặc nhiệm của Ngài nên chúng con ô được quyền đi khắp mọi nơi Chúa ạ. Ô đi khắp mọi nơi mà Ngài bảo cho Chúa ạ. Ô đã sắp mà phán tất thảy mọi điều mà Ngài dạy bảo, Ngài truyền cho ô dân của Chúa. Sakada barabudurusakam and tạ ơn Chúa. Ô thật là kỳ diệu Chúa ạ. Ô vì chúng con là dòng giống lựa chọn của Ngài, là chức thầy tế lễ nhà vua. Ô là dân thánh của Ngài, dân thuộc về Ngài Chúa ơi. Ô là giá ca vì chúng con là dòng giống lựa chọn lựa. Ô dòng tuyển chọn, tuyển chọn. Ngài đã tuyển chọn chúng con thành dân Ngài rồi, chưa xong Ngài còn tuyển chọn chúng con trong đạo dân, dân đó lại trở quân đội của Ngài. Nhưng chưa xong trong quân đội của Ngài Chúa ơi, lại có đạo đặc nhiệm của Ngài Chúa ạ. Ô là và trong đặc nhiệm đó Ngài lại dạy dỗ con thành vị tướng lĩnh thống soái của Ngài sau này Chúa ơi. Ô rosokada barabudujulebebrejulesekadabudu. Ô rasa vì chúng Ngài chọn lựa Ngài lựa chọn sàng lọc, lựa chọn chúng con Chúa. Ô rasa kadabudujulebebre. Ô chúng con không những thầy tế lễ Chúa ạ, để biết về Ngài và biết về dân Chúa ạ, nhưng chúng con còn là vua nữa Chúa ạ, cũng là biết về Ngài, biết về dân. Ô nhưng với tư cách của người lãnh đạo Chúa ạ, tư cách người hầu việc Chúa ơi. Ô rasa kadabudujulebebrejulesekadabudu để chúng con giao giảng nhân đức của Ngài, giao giảng cái bổn tính của Ngài Chúa ạ. Ô giao giảng ý muốn của Ngài, giao giảng nước của Ngài Chúa ạ. Ô là đấng đã gọi chúng con từ cái nơi khốn nạn tối tăm đê tiện Chúa ạ, sang nơi vinh hiển lạ lùng sáng láng của Ngài Chúa ạ. Ô đó sa ka da ba du ru, thật là kỳ diệu Chúa ơi. Ô trước đây chúng con ô như là chia ly lạc Chúa ạ, ai theo đường đấy. Ô chẳng phải là một dân Chúa ạ. Ô đó sa ka da làm theo điều gì mà mình tưởng cho là đúng Chúa ơi. Ô đó sa ka làm theo ý muốn xấu xa xác thịt dâm dục bẩn thỉu của mình Chúa ơi. Ô đó sa ka, thế mà bây giờ Chúa lại là dân của Ngài, dân không phải dân của một quốc gia khốn nạn nào đó dưới đất này Chúa ạ, nhưng mà dân của Ngài. Ô dân của một vua vinh hiển, một vua ô đời đời, một vua công bình, một vua thánh sạch, ô một vua chọn lành Chúa ơi. Sakada barabudu. Ô ngày trước chúng con không thương xót. Ô là barabudu bởi vì tất cả sự tội lỗi bẩn thì ô ấy chúng con. Ô mà chúng con bị đánh đập, ô bị quăng quật, ô là bị Babylon nó ăn thịt, ô là sa bị Satan nó bóc như bóc bánh Chúa ơi. Ô mà nay chúng được thương xót Chúa ạ. Nay chúng con được trở về với Ngài, nay chúng con được ô mặc áo tế lễ của Ngài, ô nay chúng con được được ngồi cùng bàn với Ngài, ô được hưởng sự sáng mặt Ngài. Sakada nay chúng con được ôm Ngài, khiêu vũ Ngài, hôn Ngài Chúa ơi. Ô Sakada nay chúng con được chuẩn bị chờ đón trong tiệc cưới của Ngài Chúa. Ô Sakada chúng con được thương xót Chúa, được thương xót Chúa, được thương xót Chúa ơi. Sakada babu. Ô tạ ơn Chúa sự nguyện, sự thương xót nó cứ đổ trên đầu chúng con. Ô Sakada để chúng con luôn nhớ rằng ô tất thảy điều gì chúng con sống được, hình dung được, thọ được, mọi thứ đấy là sự thương xót lớn nào của Ngài trời. Hallelujah. Sakada bari. And sakadu. Ô tạ ơn Cha dấu yêu. Ô đã sakadu trong vô số bao nhiêu hàng tỷ người trên thế gian này Chúa. Ô Ngài đã ô gọi họ, nhưng mà ô đã dân, nhưng mà ô mấy ai mà được Ngài chọn Chúa, mấy ai mà đáp ứng cái lời hứa của Ngài được Ngài chọn. Nhưng trong cả số người chọn đó Chúa ơi, thì mấy ai được người tuyển chọn của Ngài nữa Chúa ơi. Sakadu, thế mà Ngài chọn chúng con. Ô Ngài chọn chúng con là đá góc nhà của Ngài. Ô là đá chọn lựa, là đá quý báu của Ngài Chúa. Ô đã sakadu. Ô
Odasaka, vì chúng con là kẻ đã tin Ngài và Ngài đã gọi chúng con đá quý, đá quý, ô đá quý của Ngài cho ạ. Odasaka Rabiruso, ô như đá quý của loài người, ô thì họ được trang sức, họ đã bán với sự giá cao, họ đặt ở nơi trang trọng, họ khoe, ô cả thế gian, cả thiên hạ biết về ô sự giàu có trang trọng của họ bởi đá quý đó cho ạ. Thì Ngài còn hơn thế nữa, Chúa ơi, ô Ngài tự hào, Ngài khoe về chúng con những đá quý của Ngài cho ạ, đặt nơi trang trọng ở trong lòng của Ngài, trên thân thể của Ngài, Chúa ơi. Ô Ngài khoe cho cả có sáng tạo cho tất cả các đội binh thiên thần của Ngài trên khắp tầng trời, Chúa ạ. Ô Ngài khoe với tất cả tạo vật, Chúa ạ. Sakada Badabudurusabri Ura Sakada Badabudurusabri Chúa Kana Badabudurusabri Ora sakana ba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 b
cái nền tảng của Ngài, đá góc nhà, tức là những sự bày tỏ nền tảng của Ngài, Chúa ạ, mà đúng, ô quả vậy, Chúa ạ, ô Chúa Giêsu đã công đá hoàn tảng của tất cả mọi đá hoàn tảng, Chúa ạ, còn chúng con là những cái đá góc nhà, đá hoàn tảng đó của Ngài, tức là ô những cái trụ, những đường cột, ô những xương sống, những cái nền tảng, ô ra xa của Ngài, ô vì chúng con trụ vào nền để thật, Chúa ơi, hallelujah, asankara, Chúa tạ ơn Chúa, ô vì Chúa nhìn thấy, ô nhìn thấy rõ ràng, ô là Ngài làm trong chúng con, qua chúng con, Chúa ơi, ô ra xa các Chúa nhìn thấy rõ ràng, Chúa là thân thể của Ngài, Chúa ơi, ô đó không phải là một con người đó đâu đó thuộc cái hội thánh ABC ở đó, Chúa ơi, ôi như chúng con nhìn rõ chúng con là thân của Ngài, chúng con là thân của Ngài, Sakanda Banabindi, ôi Ngài hành động trong chúng con, sự sống Ngài chảy trong thân của Ngài, Chúa ơi, ôi Ngài suy nghĩ hành động qua chúng con, Chúa ơi, và dùng thân của Ngài để làm công việc mà Ngài ưa thích, Chúa ơi, ôi làm công việc mà Ngài, ôi thấy, ôi là phải, là đúng, ôi là công bình theo bổn tính của Ngài, ôi thật là kỳ diệu, Chúa ơi, Sakanda Banabindi, chúng con là thân của Ngài, ôi nên chúng con được sự chăm sóc của Ngài, Chúa ơi, được huyết Ngài chảy trong thân, Chúa ơi. Ô đa bơ cũng như chúng con, bất cả những phần là thân thể chúng con. Khi nếu là thân thể chúng con thì nó đều được chăm sóc cả, Chúa ạ, đều được đầu để ý đến, ô đầu luôn để ý đến cái phần thân thể đó, Chúa ạ, đầu luôn nghĩ đến thân thể đó, ô mà ra lệnh cho hệ thần kinh trung ương, ô ra phải tuyển truyền tải, ô phải nuôi cái phần thân thể đó, Chúa ơi, ô khi đầu chúng con nghĩ về tay, ô thì chúng con ô trang cho tay, Chúa ạ, ô chúng con chữa lành cho tay, chúng con rửa tay, ô cho cắt móng tay, ấy chúng làm gì đẹp tay, Chúa ơi, Shakara khi đầu nghĩ về tóc, ô thì lập tức là đi chải đầu, đi gội đầu, Chúa ơi, sau khi đầu đi nghĩ về chân thì cũng vậy, Chúa, ô ra xa cao tất thể, ô vì thế mà khi đầu của Ngài là Ngài đầu thân thể, Ngài nghĩ về chúng con, Chúa, Ngài nghĩ về mỗi chúng con, ô, phần chi thể, ô thì Ngài nuôi nâng chúng con, Chúa, và sự sống của Ngài truyền đạt nơi đó, Chúa, ô ra xa cao kỳ diệu, Chúa ơi. Hallelujah, Sakada Banaburujurujur, để sự sống Ngài được toàn vẹn, ô được trọn vẹn, toàn vẹn trong phần thân thể đó là mỗi chúng con, là hội thánh trời thương của Ngài, là sự thương xót của Ngài, trời ơi, Sakada Banaburujurujur, để chúng con trở nên mạnh sức, ô để chúng con trở nên hùng mạnh, trở nên đẹp đẽ, trở nên sang trọng, ô Rabada trở lên, ô vĩ đại cho ạ, và để Ngài dùng cho ạ, ô Rabada như cái đầu muốn làm cái gì, ô thì cũng ra cũng chăm sóc cho cái phần thân thể đó và dùng cái phần thân thể đó để đạt được cái mục đích mà cái đầu đã định, Chúa ơi, ô Rasaka như cái đầu, ô nghĩ rằng là sẽ uống nước, ô thì cái đầu đó, ô sẽ ra lệnh cho chân đi đến, ô vào tay, ô cầm chén nước, cầm cốc nước, ô ra lệnh cho miệng uống, Chúa ơi, ô ra lệnh cho cả hệ tiêu hóa cũng hoạt động, ô thì cũng vậy, ô chúng con là cái phần chi thể của Ngài, ô khi Ngài muốn làm gì Ngài nói và Ngài sử dụng chúng con, Chúa, ô để chúng con, ô như là mắt, như chân, như tay, như dạ dày, như non ruột dài của Ngài, Chúa, ô như gan, như tim, như thận của Ngài, Chúa, tùy những phần, tùy giai đoạn khác nhau mà Ngài sử dụng chúng con, ô một cách toàn năng, một cách vạn năng như vậy, Chúa, sáng cả ta bởi vì Ngài trị toàn năng, nên Ngài sử dụng chúng con một cách toàn năng, Chúa ơi, ôi chúng con thật là ưa thích, chúng con thật là vinh hạnh, Chúa ơi, ô đó sáng cả để chúng con giao giảng nhân đức của Ngài, sáng cả ta bởi để chúng con lan truyền cái nhân đức của Ngài ra, Chúa, ô là vì tất cả chúng con là, ô là sự hiển thiện của Ngài, Chúa, là mặt nạ của Ngài, tất cả chúng con là những bình không của Ngài, ô là tất cả chúng con là đại diện của Ngài, ô là sự bày tỏ Ngài cho thế gian hư mất này, Chúa, để thế gian này họ nhìn thấy chúng con, họ thấy được Chúa Cha, Chúa, ô như thế Chúa nói chúng con ai nhìn thấy ta nhìn thấy Cha, ô cũng vậy, bất cả những người ở trong thế gian này họ nhìn thấy chúng con, họ nghe về chúng con, họ nhìn thấy Ngài, họ nghe về Ngài, Chúa, ô Rosetta ai đó mà hiểu về chúng con điều đang nói, họ hiểu về Ngài nữa, Chúa ơi, Shakada Banabudurjurosokodem,
Zakarabe. Vì vậy mà khi chúng con được Ngài dạy dỗ luyện tập, thì khi chúng con động ai đó là chính Ngài động người đó. Khi Amen. Chúng con cầu nguyện, khi chúng con giảng dạy, giải thích cho ai đó là chính Ngài đang giảng dạy, giải thích động chạm họ chưa ơi. Ô đập bà đa khi mắt lòng chúng con đang đoán ai đó là chính Ngài đang đoán ai đó chưa ạ. Ô đập bà đa Zakarabe Yurusobelebelebe vì chúng con đang hội các thánh của Ngài chưa ạ. Hallelujah, ngợi khen cha. Ô ra Zakarabe ô tạ ơn Chúa. Ô tạ ơn Chúa về sức mạnh tiền định Ngài đã sắm sẵn chúng con chưa? Ô chúng con ăn thịt ta của Ngài. Ô chúng con được cái hồ bê tết đa của Ngài chưa? Giá cam mà phạm ai vào đó được cứu hết chưa? Phạm bất kể ai qua cái vòng cửa đó. Ô bất luận về chi, bất luận bệnh gì, bất luận nan đề nào, lớn to nhỏ thế nào, phức tạp rắc rối ra sao, ô đều được giải quyết chưa? Ô ra sắc và hơn thế nữa Chúa ơi, kể cả mà khi mà ai đó không có khả năng tới đó thì chính chúng con Chúa ơi cũng bởi Ngài trong chúng con đi đến để thăm viếng họ Chúa ơi, như đàn ông 38 năm bị liệt Chúa ơi, Sakara thì vẫn đến thăm được Chúa ơi, vì Chúa không giới hạn ở bốn bức tường, chúng con không giới hạn chỉ ở cái địa phận của bao vị thiên đàng Chúa ơi, nhưng tất cả trong sự lời cầu nguyện Ngài dùng chúng con trong tất thảy mở sự sốt sáng mà Ngài khai phóng trong lòng chúng con Chúa ơi. Thì chúng con đi tất cả nơi mà chúng sai đi, chúng con đi Chúa ơi. Ô Rasaka để cứu các dân tộc, các quốc gia đang bị bại liệt đó Chúa ạ. Ô dưới ách của ma quỷ, dưới ách của Babylon. Ô là và hủy diệt chúng cha ơi, trong tên Chúa Giêsu. Hallelujah, và cảm tạ ơn Chúa. Ô về sứ mạng của sự tương xuất Thiên Chúa. Ô đã ra đào tạo ta 603.550 tay đánh lý người Chúa ạ. Mà kẻ rất nhỏ trong họ trong 1.000 kẻ hèn yếu trở dân mạnh Chúa ơi. Để qua chúng con thì cương nghiệp ít nhất của chúng con là 603.550.000 linh hồn vào trong vương quốc của Ngài và nhận biết Ngài chào. Không chỉ tin Ngài, tôi đang dựa nhưng nhận biết Ngài. Ô để nhận phần cơ nghiệp của mình cho ạ. Như chúng con đang nhận phần cơ nghiệp thế nào cho ạ? Thì những cái người mà chúng dạy dỗ họ cũng phải nhận phần cơ nghiệp ít nhất thể đấy cho ạ. Ít nhất thể đấy cho ơi. Và còn hơn nữa cho ạ. Ô như Chúa thể nào chúng con cũng thể cho thế gian này. Ô thì như chúng con thể nào thì những người đấy ít nhất cũng như thể đấy với chúng con cho ạ. Ô như con nhận biết Ngài thế nào thì những người mà nghe chúng con cũng nhận biết ít nhất thể đấy cho ạ. Nhưng không thế đâu, như lời hứa của Chúa tôi, kẻ tin ta cũng làm việc ta làm, còn làm lớn hơn nữa Chúa. Thì những kẻ nào mà tin chúng con thì cũng làm việc chúng con đang làm, mà còn làm lớn hơn nữa Chúa. Ô đó là những sự hiểu biết, những sự bày tỏ, những khả năng, tài năng của chúng con thế nào nữa, thì người nghe chúng con cũng còn làm hơn thế nữa. Cha ơi, Azakanini, Azakin, Oroso Galabarabense, Shokanabarabarabudu, Russo Galabarabense, Azakanabarabolibibrisa, Cholabarabarabu, Koroso Kanabarabibri, Dorutur Sipa, Oroso Kanabarabese, Shakanabudu, Oh, choose the will, Oh, Captain Jew, Oh, we can nhắc nhở chúng con, Oh, chúng con cũng sẽ là cả những cái đá làm cho người ta vấp phạm nữa cho ạ. Oh, như Chúa Jesus Christ cũng là cái cớ cho nhiều kẻ vấp phạm Chúa ơi. Ô để chúng con không bị ngã lòng Chúa ạ. Ô trong ngày sắp tới, ô khi ai đó chúng con được Ngài sử dụng nhưng lại làm cớ vấp phạm cho kẻ khác Chúa ạ. Ô đã sắc cả đa vì chúng con đây không phải sự vấp phạm gây ra tội lỗi của thế gian Ngài nói, nhưng sự vấp phạm để vinh hiển Ngài Chúa ạ, sự vấp phạm để mang sự công bình, sự vấp phạm ô đã sắc để mang lửa thiêu đốt thần công bình thiêu đốt Ngài để tẩy uế con gái Sion, sự vấp phạm ô đã sắc cả đa để thực hiện cái ý chỉ của Ngài là sự phán xét khởi từ nhà của Đức Giê-hô-va. Ai đó không hiểu chúng con chưa? Cũng như là họ đã không hiểu được chính Đức Chúa Trời chưa? Vì tin lành mà chúng con đã giao giảng ra là mùi hương sự sống của kẻ tin, nhưng cũng là sự đoán phạt là mùi sự chết chưa? Trong kẻ chẳng tin mà Chúa đời này là mù lòng họ. Chúng con là đá sống, chúng con được xây lên nhà thiêng liêng của Ngài là chức thể tế điện thánh. Là họ đã sống mà người ta loại chúng con ra chưa? Nhưng thế gian loại chúng con ra, nhưng mà chúng con được chọn và được để quý báu trước mặt Ngài. Hallelujah, Sakalabai, chúng con tạ ơn Cha. Trong danh Chúa Jesus Christ, Hallelujah, nguyện tất thể cái gì Ngài muốn trong lòng chúng con, trong hội thánh này của Ngài, Chúa được thực hiện một cách trọn lành, Chúa ơi. Nguyện qua chúng con, 1.000 hội thánh sứ đồ, nguyện qua chúng con mà 1.000 các tổ chức, xã hội mạnh mẽ, Chúa, được hình thành. Sakalabai,
để lôi đến, để ảnh hưởng đến các quốc gia, các dân tộc, Chúa ơi. Ô, để làm Việt Nam trở thành nhà của Ngài, Chúa ạ. Ô, đã trở thành siêu vinh hiển của Ngài, Chúa ạ. Giang ca là để tất thảy các dân, các nước họ nhìn vào đó. Ô, họ sẽ nhìn thấy sự thương xót của Đức Giê-hô-va và cùng nhau nói rằng, nào chúng ta hãy cùng lên nhà Đức Giê-hô-va, lên đền của Ngài. Ô, vì luật pháp ra từ Sion, lời Đức Giê-hô-va ra từ Jerusalem, luật pháp sẽ ra từ Việt Nam. Ô, lời Đức Giê-hô-va ra từ Việt Nam, Chúa ạ. Sakanda bara ra từ chúng con, Chúa ạ. Ô, vì chúng con đại diện cho đất nước Việt Nam chúng con. Ô, đó của Ngài trên đất này. Sakanda bara ba, chúng con đại diện của Ngài cho Việt Nam, mà chúng con cũng đại diện cho cả dân tộc Việt Nam chúng con trước Ngài ở đất này, Chúa ạ. Sakanda bara buru, và không như thế nữa, Chúa ơi. Ô, Việt Nam những cái phần đầu tiên chúng con. Ô, và chúng con đạt đến các dân khác nữa, Chúa ạ. Các quốc gia khác nữa. Ô, các dân Đông Nam Á. Ô, Lào, Campuchia. Ô, Thái Lan, Biên Điện, ô, Rasta, Canada, Brunei, Đông Timor, Singapore, ô, Philippines, Indonesia, ô, Rasta, Malaysia, Saka, rồi cả Trung Hoa, rồi cả Ấn Độ, rồi cả Pakistan, Bangladesh, rồi Sri Lanka, ô, các nước châu Á, chúa, Saka, rồi cả các quốc gia tại Hoa Kỳ, ô, tại châu Mỹ, chúa, rồi cả quốc gia Ukraine tại châu Âu, chúa, Saka, Brunei, ô, cả Nga, cả cường quốc đó, ô, đều khuất phục cái chân chúng con hết, chúa, trong đây. Shakada bara buru rồi cả châu Phi đó, chúa. Ô, Rasaka cũng khuất phục, bị khuất phục. Ô, bị khuất phục được đức tin, chúa. Ô, thì cả châu Á, ô, châu Úc đó, chúa ơi. Ô, cả New Zealand, Australia, chúa, đều phải khuất phục với Ngài. Shakada bara buru sokola babiwe. Ô, vì Ngài dùng chúng con, chúa, như sự sáng cho dân ngoại, như sự cứu rỗi của Ngài đến đầu cùng đất, chúa ơi. Ô, Rasa vì việc mà Ngài dùng chúng con để đưa cái phần sót lại của dân Ngài trở về với Ngài là việc nhỏ, việc nhỏ, việc nhỏ, việc nhỏ. Shakada Ngài là đấng mà luôn dạy chúng con, mà tỏ chúng con, ô, và huấn luyện chúng con những việc lớn, nó khó, những việc mà ô, chưa ai biết cả, chúa, ô, chưa ai nghe cả, chưa ai hiểu được, chúa, nhưng Ngài đã sắm sẵn cho chúng con là kiểu yêu mến Ngài. Hallelujah, Sakada bara bibibibi, oro sokala bibibibi, singan chai kala bara sakada bidru, oro sokala bara zaka, ô, ngợi khen Chúa, ô, cha dấu yêu, con cảm tạ Chúa hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước dân tộc, chúa, ô, mà qua đó, ô, chúng con được dựng lên cho đó, chính Ngài đã cứu chúng con qua đó, chính Ngài đã sinh chúng con trong tin lành vương quốc của Ngài ở nơi đó, chúa ơi. Ô, có sứ đồ trưởng Sandra, ô, có sự dạy dỗ, ô, của hội thánh này, chúa, ô, đã Saka như là người mẹ của chúng con vậy, chúa ơi. Ô, đã Saka đã bada bada bodi yurosokono, ô, nếu Đức Chúa là cha thì hội thánh là mẹ của chúng con, chúa ơi. Ô, đã Saka đã bởi vì tất cả chúng con đều có cha, đều có mẹ, chúa ơi, không biết thuộc thể, ô, nhưng chúng con có phải thuộc linh, chúa, ở các ý nghĩa khác nhau mà Ngài bày tỏ Saka để chúng con biết trông cậy, để chúng con biết được tôn kính, để chúng con biết ơn với tất thảy, ô, những cái nguồn gốc đó là của chúng con đó, chúa ạ, mà nơi chúng con sinh ra, ô, đã sa để lòng chúng con luôn luôn, ô, giống như Ngài, chúa ạ, để lòng chúng con luôn luôn, ô, đã có bản tính của Ngài, ô, để chúng con sống một cách, ô, chắc chắn, một cách sống động, ô, theo văn hóa của vương quốc Ngài, chúa ơi, ô, đã văn hóa lịch sự, văn hóa văn minh của Ngài, chúa ạ, ô, văn hóa cao sang của Ngài, chúa ơi, Saka văn hóa của vua trời, chúa ơi, Shikada bara bara bara, để chúng con không những kẻ, ô, di kỳ, không những kẻ man dợ, ô, man di, Sakada Barabara, ô, ăn xong bá xong đạp đổ, ô, không phải những kẻ mà vô ơn, không phải những kẻ mà thải đánh mắt mách lèo, không phải những kẻ ô, dơ bẩn như vậy, chú ạ, ô, nhưng là những người tôn kính, những dòng cao sang, chú ạ, ô, Sakada Barabara, ô, vì chúng con được gọi là chọn và quý trước mặt Ngài, chú ơi, ô, vì chúng con được gọi, ô, Sakada, để giao giảng nhân đức của Ngài, chú ạ, ô, giao giảng nhân đức của Ngài, giao giảng cái bản tính của Ngài, chúa. Ô, và giao ra bản tính đó thì chúng con phải có bản tính đó để mà giao, chúa. Ô, đã ra như người đi rao báo, ô, đi bán báo, ô, thì cũng phải có báo để bán, chúa, có báo để giao, chúa. Ô, như Ngài, những người mà đi tìm, đi đọc các thông tin, ô, sticker đâu đó thì họ cũng phải có thông tin đó, ô, chú trong họ của họ, chú ạ, để họ nói, ô, thì chúng con còn hơn thế nữa, chú ạ, khi chúng con giao giảng nhân đức của Ngài thì chúng con cũng phải có nhân đức đó, chú ơi. Ô, đất ra và Ngài trong chúng con rồi, Ngài đang làm điều kỳ diệu đó. Ô, chú yêu Ngài, chú yêu Ngài, yêu Ngài, yêu Ngài, yêu Ngài, Chúa Giêsu ơi, hallelujah. Chúa yêu Ngài hơn hết mọi điều, vạn con nguyện thế giới kia là chi, Chúa con nguyện yêu chúng hết lòng, sẽ không bao giờ đi đến ngày, sẽ không bao giờ ở xa ngày. Chúa yêu Ngài hơn, yêu, không có vậy trời.
sẽ không bao giờ đêm buồn, sẽ không bao giờ xa biệt ngày. Tình yêu chưa qua, lớn hơn cả thiên đường. Lòng thương do thiếu Chúa, tâm sâu hơn biển hồ. Và ân điển quý ta, bao la thiên cả thế giới. Sẽ không bao giờ để mất ngài, sẽ không bao giờ xa lìa ngài. Vâng Chúa, không thể mất được vì chúng con ở trong ngài rồi. Ô, không giờ lìa khỏi xa ngài được Chúa, vì chúng con ở trong ngài và ngài trong chúng con rồi Chúa. Ô, là không ai cái tước nổi chúng con. Ô, vì Cha đứng lớn hết đã cho ngài là chúng con chiến đó, mà không ai có thể cướp nổi chúng con ra khỏi tay ngài Chúa. Ô, trong danh Chúa Christ, Saka con công bố lời lành của Chúa. Ô, trên bộ toàn bộ tính trời thương, trên bộ hội toàn bộ tính trời thương, toàn bộ cơ nghiệp chúng con. Ô, ra sao mà ngài nhìn thấy Chúa hữu hình vô hình. Hữu hình mà chúng con nhìn thấy ở đây Chúa vô hình, những người mà chúng con còn chưa nhìn thấy bằng mắt thường Chúa. Ôi, nhưng chúng con đã nhìn thấy đức tin Chúa, ít nhất là trong 603.550.000 người đó Chúa ơi. Saka các dân, các nước đó, các lĩnh vực đó Chúa. Saka da bada burusu kodabim. Ô Cha thân yêu, tạ ơn Cha vì ngài, ô lùng chúng con cũng như là khí cụ trong tay Chúa để gây dựng thân thể của ngài Chúa ạ. Vì vậy trong danh Chúa Christ còn chúng con cầu nguyện hội thánh trên toàn thế giới Chúa ơi. Ô Rasakarababra, nhiệm vụ chúng con, sứ mạng chúng con, ô mà định sẵn đó là chất ship Chúa ạ. để mà hồi phục đại hội thánh toàn cầu của ngài Chúa ạ, nàng dâu của ngài, để chuẩn bị nàng dâu của ngài trong tiệc cưới trên con. Ô Rasakarabi, nàng dâu ngài yêu thế nào Chúa ạ. Ô ngài yêu đến nỗi mà ngài phải đến chết tay Chúa. Ô đợt ra cara đẹp 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 ngài yêu đến nỗi ngài phá mạng sống của mình Chúa. Ô đợt nếu ngài yêu nàng dâu như vậy Chúa thì chúng con cũng phải trân trọng chân quý nàng dâu của ngài là các hội thánh khác. Ô đợt ra các anh nhận con. Ô trong các giáo hội tin lành kháng cách, ô trong giáo hội tin lành công giáo, trong giáo hội tin lành ô chính thống giáo Chúa. Ô đợt tất thảy người mà tuyên xưng ngài làm cứu Chúa đời sống mình đó Chúa ơi. Ô Chúa yêu họ, trân trọng họ Chúa ơi. Shakada bariu, Chúa nâng niu họ. Ô ngay giờ này Chúa nâng niu từng linh hồn của anh chị em chúng con. Ô và Chúa cũng hủy diệt Orasaka Babylon của họ Chúa. Ô là cái kẻ mà nó ngăn cản họ không biết nhận với ngài Chúa. Ô chính Babylon này không thể cứu đời, nó cứ kéo họ, nó cứ kéo họ, họ trùng xuống, họ không đi được, không tỉnh thức được Chúa. Chính con người Babylon khốn nạn đó, ô làm cho mắt họ bị trùng, lòng họ bị trùng, tai họ bị điếc, miệng họ bị câm Chúa. Ô chính Babylon đó, ô nó trói con người của anh em chúng con, chị em chúng con, những hội thánh để cùng họ Chúa ơi. Shakada Babylon vô đập nát tay Babylon này. Ô Shakada trả đáp này công vụ. Ô quang quật tất thảy từng con người Babylon sợ ca của các anh em chị em ta. Shakada Babylon so cô đã Babylon. Ô hãy báo thù lại. Ô ra sẽ pha cho cấp hai chén, nó pha kẻ khác. Ô vì vậy ta đổ chén thạnh nộ trời. Ô ra Saka chúng ta ngồi với Chúa ở trong cái quầy pha của ngài. Ô ra chúng ta pha cho mày Babylon ơi. Saka đã pha chén đắng nhất. Ô cái chén cay nhất, đắng nhất, cái chén thạnh nộ khủng khiếp nhất. Saka đã Babylon. Ô đã Babylon tất cả mọi sự thạnh nộ khủng khiếp đuôi trời đâu. Ô ra ta lấy hết từ trong kho của ngài ra. Ô ra như trong cái quầy pha nào lấy của Chúa trời. Ô trong quầy pha chế của ngài, pha chế rượu thạnh nộ của ngài. Sakada badabudju. Ô ra sakada badabudju đây ta pha. Ô chúng ta pha chế. Ô cho lấy tất cả. Ô ra tất cả cái điều thạnh nộ nhất của Chúa, tất cả cái điều ô sinh hợp nhất của ngài. Ô ra sakada badabudju chúng ta lọc hết, đó chúng ta lôi hết ra. Ô ra ba Chúa tại con pha chế. Ô Chúa ơi, ngài nói là hãy pha cho nó cấp hai chén cho vài khác. Ô chúng biết là chúng ta không tự pha được Chúa. Ô là ra cần hành dạy chúng con và hướng dẫn chúng con để chúng pha. Ô chúng pha, chúng con ước ao là pha cho nó cái chén nắng nhất Chúa. Ô là sakan đam bari chúng ta biết luôn. Sakan đam bari ô là tay con ơi. Ô chú chỉ chúng con những sự tận diện khủng khiếp. Ô trở hủy diện sự tạnh nổ khủng khiếp nhất của ngài. Ô hết ra Chúa, ô từ trong lòng của ngài Chúa, trong trí của ngài. Ô ra para para sẽ muốn lôi hết tất cả sự thạnh nộ đó khủng khiếp ra của chúng pha. Ô ra chúng cắt ra, ô chúng pha chế sự thạnh nộ đó. Ô ra para và bây giờ, ô chúng đổ trên đầu các đại tướng phụ Babylon. Shakara chúng đổ trên các con gái của nó Chúa. Ô ra banda Shakara tất cả các con của nó đẻ ra với các quỷ, với con thú. Ô ra sa với cái tiên tri giả, Saka với Satan. Ô ra Saka chúng đổ và đập nát hết tất cả con nhỏ lên hòn đá. Ô ra Saka
tàn nát tan tành tất thành ba đôn của xã hội. Ô rasakaravan thi lành công của giáo. Ô tràn nát con người Babylon của giáo hội tin lành kháng cách. Tràn nát con người Babylon của Orasa giáo hội tin lành chính thống giáo. Shakanda parababiru tất thể liên minh từ nhỏ đến lớn. Oraba từ bí mật đến công khai. Oraba từ mập mờ. Orasa gan công khai đều bị đập nát đập tan thành trong danh vui dù. Oraparabara chúng ta quật nát mày lên hòn đá. Ô bản thân chúng ta cũng là hòn đá. Ô bản thân chúng ta cũng là hòn đá. Ora đây hòn đá này đập vào mày. Ô các con nhỏ Babylon là không những thế, hòn đá chúng ta đây cũng cầm chân của mày, ô để xé ra từng mảnh. Ô ra sakarabara như xé cả. Ô ra sakarabara chúng ta cầm chân mày để cầm quật đầu mày. Ô ra cầm chân mày và quật đầu như cầm con ếch nhái đó để quật vào đá. Ô ra sakarabara đập nát tất cả con nhỏ ô của mày, đập nát tất cả con nhỏ mày. Tất cả điều gì mà mày đã làm? Ora bây giờ trong sự kín miệng của mày, tất cả điều gì mày làm trong điều mà hiêng là không ai nhìn thấy mày và mày đã phạm làm điều dâm loạn ở trong thân thể của Chúa. Ora sakarabie mày xây dựng ở trong các hội thánh của Chúa, ngôi của quỷ Satan. Ô mày ngồi chém chệ đó, ora sakarabie để mà bóc dân của Chúa. Mày ngồi chém chệ đó qua các lãnh đạo, ô các hội thánh, qua cái chức vụ các lãnh đạo, ô giáo hoàng, ô mục sư tiên tri giáo sư thầy giáo tin lành sakarabie soko, ô để bắt dân của Chúa về phục dịch mày. Ora sakara thì mày đã bị lộ hết ra rồi. Ô và cho đánh đổ hết tất thể ngôi đó, tất thể mọi ngôi từ nhỏ đến lớn. Ora từ đang xây cũng như đã xây rồi. Ora cũng đang chuẩn bị xây tất thể cái ngôi ngai mày định xây. Ô cũng ta đốt hết tất thể trong danh vui dù sakada barabudiru. Ô tất thể làm kẻ làm không gian ác. Ô để xây dựng cái ngôi ngai đó tập chết hết trong danh Chúa Jesus Christ sakada barabudiru. Tất thể quỷ thần. Ô Babylon đó. Ô tập nát chết hết tất thể các lũ bằng không gian ác mày. Sakada barabudiru quật chết hết tất cả các lũ này trong danh vui tu. Ô băm nhỏ các ngươi ra. Ô ra sakadababa pha và đổ tiếp. Ô băm nhầm đứa nào ra thì pha luôn cho nó vào cái chén thạch lộ xoàng ba của Chúa trên nó, đổ luôn trên nó. Ô và để cho mày uống cái chén thạch lộ đó. Ô bóp cổ từng đứa một và tốn vào học chúng mày. Ô cái chén thạch lộ của Chúa Trời. Ô ra sakadababa chén thạch lộ của Chúa với mày. Ô ra mày không uống thì đổ trên da trên thịt của mày và cháy nát tan mày. Ô ra sa chén thạch lộ của Chúa Trời. Ô của kinh hoàng hơn tất tẩy mọi hóa học axit nào đó trên thế gian này. Sakadabendu chén thịnh đối trời. Orasaka cái hơi chén đã thôi cũng đổ cho mày. Ô chết ngạt với phổi rồi. Orasaka tất tẩy hơi thở của mày. Orasaka ora cái mùi của cái chén thịnh nổ đó. Orasaka làm cho ô tắc. Orasaka làm cho đau đớn. Ô mày bị quằn quại. Ô mày quằn quại đời đời nhưng chưa xong đâu. Đây chỉ phần nhỏ thôi mà trong ô để chúng ta tỏ cho mày biết rằng đây chỉ phần nhỏ mà mày sẽ bị chịu đời đời trong hồ lửa. Ô hơi các quỷ. Ô mày chịu thế này, mày chịu đau đớn thế này rồi chưa xong đâu. Ô nhưng mày phải nhận thức được rằng tất cả đau đớn đó, ô nó còn tiếp diễn và đời đời và còn khủng khiếp hơn nữa và nhân bội. Ô với cấp số lũy thừa hàng rất rất nhiều lần ra cả mà không thể đếm xỉa được ở trong cõi đời đời. Ô ra sao lửa đời đời thiêu đốt mày, sao rằng đời đời thiêu đốt mày các quỷ. Ô các con đại dâm phụ Babylon, các con thú tiên giả kia lửa thiêu đốt đời đời khả khả. Ô ra sakadababri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 b
Cana bằng Đức Chúa Trời, chúng ta đã được báo trả. Đức Chúa Trời có năm báo trả. Ô ra có năm báo thù, ngài báo trả vì có Sion. Ô ra San Cana Bara Mudu vì có Sion của ngài, hội thánh của Chúa. Ô ra xã hội thánh mà ngài là chân quý, hội thánh ngài đã chiếu đã chuộng bởi huyết của ngài. Ô ra Saka hội thánh mà ngài kia đỡ mày ghen, ngài tập lòng ghen. Ô ngài động lòng ghen. Saka da Bara 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 Saba. Ô vương kẻ dâm dục kia. Ô ra Saka làm bùn cướp hội thánh của Chúa. Ô ra Saka da Bara nên đập chết hết. Ô ra chúng mày bắt quả tang. Và lời Chúa nói rồi, cái kẻ tà dâm bất quả tang thì ô không có của lễ nào, ô đâu mà người 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 nam người chồng tức Chúa Giêsu tha thứ đâu. Ô ra sa ca ra vì con đại nó bắt, ô ra sa ca ra và tất thảy các quỷ hành dâm với mày bị bắt, ô ra sa bị đập chết hết trong danh Giêsu, ô ra sa và tất thảy điều gì mày đã cướp ô thì phải trả gấp 7 lần, ô ra sa trước khi trả gấp 7 lần, ô ra sau đó mày bị đập chết đời đời trong danh Giêsu. Sa ca ra không phải là mày trả xong sau đó mày ngồi đó làm gì làm, nhưng mày trả xong sau đó đi đập nữa bị giết nữa trong danh Chúa Giêsu. Shakarababra cũng như trong hệ thống tòa án ở đây, ô cũng như là truy án, ô phải bắt hết nộp hết tài sản mà còn bị tử hình nữa. Ô Shakarababra tính tài sản tử hình.
ta thì cũng vậy, còn hơn thế nữa, ô con tịch thu mọi tài sản của mày, tất cả điều gì mày đã học qua năm nay, qua các dòng giống thế hệ, qua các gia tộc Sakada chúng ta giật lại hết trong tay Chúa Giêsu, ô tất cả được vinh hiển mày cướp của Chúa Trời, ô mày giấu vào đi trong mày để làm để mà sử dụng với mục đích riêng tư của mày, Sakada Barabade để phân bổ theo cái ý định xấu xa bẩn thỉu của mày, Babylon và Satan, ô cho giật lại hết Sakada và thánh hóa hết tất cả mọi điều đó, ô là thánh hóa hết tất cả cái điều gì mày cướp của chúng ta, ô của ô thánh hóa tất cả mọi tri thức, thánh hóa tất cả mọi sự bí mật, ô ra sa mọi tri thức Sakada và mày đã cướp, ô mày đã ngăn cản không cho loài người tiếp cận tri thức đó, ô ra Sakada và mày đã tạo ra ô cái hố giàu nghèo, hố ngu, hố khôn, ô ra sa để mà ngăn cản dân bình thường được đến gần lẽ thật, ô ra Sakada thì đập nát mày ra trong danh Jesus, Sakada Barabudro, ô chúng ta giật hết tất cả cái lĩnh vực về truyền thông, tất cả lĩnh vực về tiên tri, truyền thông về thông tin, chúng ta lấy hết Sakaraba, Ora Sakaraba, chúng ta lấp kín hết tất cả cái dòng sông Babylon bẩn thỉu của mày, Ora Sakaraba khơi thông ô dòng thánh linh của Chúa đổ trên các dân các nước, đổ trên hội thánh của Chúa Trời hàng sống, Sakaraba chúng ta giải phóng tất cả hội thánh đang bị phu tù Babylon, Ora Sakaraba Babylon chúng ta mở mắt, Ora Sakaraba tất cả các lãnh đạo hội thánh để họ nhìn thấy ô quyền con trưởng mà ngài sẵn sàng cho họ, vì các hội thánh của Chúa vốn là hội các trưởng con trưởng của Chúa trên tầng trời, Sakada Barabudu để họ nhìn thấy, Ora Barabudu để họ được dọn lòng, Ora Sakada Barabudu trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, tạ ơn Chúa Thánh Linh, Ora Sakada tạ ơn Chúa Trời, ôi chúng gieo vào trong các hội thánh đó của ngài cho, ô giá trị vinh quang của ngài cho, công bình, thánh sạch cho, ô vì nước Chúa Trời chẳng có ăn uống, ô mà bởi sự công bình bình an vui vẻ của Thánh Linh Chúa, Ora Sakada công bình, ô không thiên vị ai đó, ô luật pháp ngài đó không chặt đích đó cho ạ, ô ra sa ca theo ý muốn tiên định ngài định sẵn cho mọi người trong thế đó cho ạ, ô đúng đích đó, trung đích đó, ô là tuân thủ luật pháp ngài đó cho ạ, ô là vào trong hết tất thảy ở các đại đạo, các hội thánh và trong tất cả con dân Chúa, ô trong thân thể của ngài cho ạ, ô để thân thể của Chúa ô được lớn được mạnh cho ạ, ô để những điều gì ngài nói ra, ô để chúng dựng để con trồng cho ạ, ô về lời ngài chúng con Chúa đã phá đổ mổ diệt rồi, ô và bây giờ chúng con đang dựng đang trồng cho ạ, nhận giá trị của ngài trong hội thánh địa phương cho ạ, ô các hội thánh tại Việt Nam, hội thánh tại Hoa Kỳ, các hội thánh tại Ukraine, hội thánh tại Singapore, tất cả hội thánh Sakaraba trên thế giới cho ạ, ô ra Baraba tất cả cộng đồng Việt Nam, ô ra tất cả hội thánh tại cộng đồng Hoa Kỳ, tất cả đánh về cộng đồng, ô Ukraine sang tại Singapore chúa, sang Canada tất tại, ô đã ba chúng xây chúa xây, ô và chúng gieo giống và chúng xây chúa, ô và chúng gọi mưa của ngài thánh linh ơi, ô chúc phước cho hạt giống đó, ô đã sang Canada để tất hạt giống đó mà chúng gieo đó thì sinh ra bông trái, ô tùy loại tùy quả tùy hạt tùy loại nào ra là giống đấy chúa, ô mang bản sắc của mình trong danh Chúa Giêsu, Hallelujah, chúa cảm tạ ơn cha, ô hội thánh của ngài cảm tạ ơn chúa vì công việc ngài làm trong chúng con qua chúng con. Con Chúa ơi, ô hãy vui lòng tiếp tục sử dụng chúng con cho ạ, ô cho công việc chất ship của ngài, ô hãy vui lòng sử dụng chúng con cho ạ, để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng cho ạ, ô hãy vui lòng chuẩn bị dùng chúng con để chuẩn bị cho sự tái lâm của ngài Chúa ơi, ô ra sẽ để dọn đường cho Chúa Giêsu Chúa ơi, để dọn đường cho Chúa Giêsu để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng, Sakadabadabun trong ngày quyền thế của Chúa, trong ngày quyền thế của ngài cha, Hallelujah, cho anh tạ ơn cha, ô cho anh yêu nhau, cho hiệp một cầu nguyện cho anh Chúa Cha, Chúa Con được thánh linh, Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Ô, cảm tạ anh Chúa tôi yêu. Sakada Babylon. Con. Cảm tạ Chúa.